Rồi. Trần Ngọc Tuấn Anh à? Anh vào lớp nào? Hết giờ rồi. Sắp tới chúng ta có một cái chuỗi hội thảo blockchain, trên những bạn nào muốn tham gia thì đăng ký ở link page của thầy đấy nhé. Cũng ổn chưa? Nó có hai cái phần. Ngày thứ hai thì chân đinh mấy cái. Bạn nào đang mở tắt mic cho thầy cái. Trần Ngọc Tuấn Anh. Chỗ hội thảo đấy được tổ chức ở một là ở Đại học Khoa Thông tin, Đại học Thủy lợi, à xin lỗi là Đại học Giao thông Vận tải, bắt đầu từ ngày 19. Một cái chuỗi thứ hai cũng tương tự như thế là được tổ chức tại Khoa Thông tin Đại học Nguyễn Trãi, bắt đầu từ 31, ở tổ chức tại Giao thông Vận tải thì là các cái buổi hội thảo và buổi training sẽ vào thứ bảy, còn tổ chức ở Đại học Nguyễn Trãi thì nó sẽ bắt đầu vào 31 và vào các ngày thứ năm trong tuần, chiều thứ năm trong tuần. Chúng ta nghe tí chúng ta cho biết thế nào là cái khái niệm blockchain và trên cái nền tảng Cardano thì nó phát triển những gì, có thể trở thành những cái project catalyst hay không, có trở thành người cộng đồng của catalyst để để chấm cho các dự án trên đó hay không, thì các bạn có thể đăng ký link đăng ký trực tiếp ở trên cái link của Bộ Giao thông Vận tải cũng được, tức là chúng ta chọn một trong hai thôi, vì hai cái chỗ hội thảo đấy là như nhau đúng không ạ, tất cả mọi hoạt động nó như nhau. Rồi, đây là một số cái thông tin sơ lược. Chúng ta đi bắt đầu từ bài học tiếp theo nào. Các bạn mở cho thầy cái thư mục đang làm dở. Chúng ta review lại một chút. Thư mục ta dev 2202-06 đúng không? Ok, code cách chấm. Chúng ta mở cái thư mục cái ra để chúng ta review một chút về phần bài học. Và một số bạn mà trong cái giai đoạn học online ấy, có cái gì khó khăn thì hiện tại thì Debmaster thì các chị đang thông báo là những bạn có thể đăng ký để được hỗ trợ thêm vào các cái giờ hành chính, thì chúng ta cố gắng là đăng ký vào cái thời điểm đấy. Rồi hết rồi. Kiến Duyên. Không ạ. Không quy định giờ thì nó chưa lên. Rồi các bạn tạo cho thầy cái lesson 05. Chúng ta tạo từng bài, sau này có chỗ nào ấy thì xem lại một chút cho nó dễ. Đúng không ạ? Thầy thấy cũng khá, các bạn làm cũng khá đầy đủ rồi, nhưng chúng ta cũng review lại một tí. Xem là bài học trước chúng ta đã làm những cái gì. Phát mic cho thầy đã. Phát biểu. Review. Đúng không ạ? Về cơ bản thì cái buổi trước chúng ta chủ yếu là cách phân chia bố cục nội dung của một trang web. Thực tế là của một web page. Đúng không ạ? Của một trang HTML thôi. Chúng ta sẽ hình dung là trang web thì nó sẽ bao gồm nhiều các cái web page, hay còn gọi là nhiều các cái trang HTML liên kết với nhau. Đấy, chúng ta phải đồng nghĩa với việc website và web page. Web page nó là một trang, một cái dạng landing page. Còn website thì nó là nhiều các cái trang kết nối với nhau. Đúng không ạ? Đấy. Các cái thẻ cơ bản chúng ta đã thấy, thì để cái H1 ở đây để review về là các cái thẻ bố cục nội dung. Đấy. Cái này thì chúng ta là để làm cái tiêu đề thôi, nhưng bản chất thì hãy comment nó lại đi cho nó, để chúng ta bắt đầu xây dựng một cái trang, đúng không ạ? Thầy xem màn hình chưa thầy? Ô, thầy chưa xem à? Vui nhỉ, em nói chưa đi. Bây giờ thế phải nói ngay chứ,
Được chưa? Nhìn thấy chưa? Được. Dạ rồi thầy ạ. Đó. Quên cả xe màn hình. Chết. Rồi. Hả? Cho cái gì? Đây á, chữ nó nhỏ quá. Mình toàn ngó các bạn gãy mũi với tai thì đúng không? Để bạn nào nói là biết ngay. Rồi. Thì chúng ta bắt đầu là gì? Chúng ta có thẻ header để chia cái khu vực nội dung, đúng không nhỉ? Ta nên làm lại, làm đi làm lại nó sẽ nhớ phần đầu trang. Và chúng ta sẽ chú ý rằng là những cái thẻ như thầy đang viết ở đây thì chúng ta thường dùng thẻ tra của nó, thông thường sẽ là thẻ body, hoặc có thể có chăng nữa thì nó là thẻ section bao ngoài nó, đúng không ạ? Để chúng ta thấy xây dựng một cái tiêu chuẩn của một cái web page, một trang HTML. Bên trong này nó có thể chứa các thẻ để chúng ta có thể chia làm nhiều các khu vực nữa, thì bạn có thể chứa các cái gì, các thẻ div, thẻ lấy ví dụ như là div logo, cái phần để chứa logo chẳng hạn, đúng không nhỉ? Div để chứa cái contact của website, phần đầu trang sau này có thể thường nó sẽ giống nhau, đúng không ạ? Các cái contact, à thế để đây nó là thôi được, ví dụ thế, đơn giản thế thôi. Đấy. Và chúng ta nên chốt cái này lại, phần đầu trang kết thúc ta thường để cái dấu chấm gạch chéo này, thì khi người ta đọc một đoạn rất là dài chúng ta có thể phân biệt được các cái vùng khác nhau. Bản chất chia một cái trang HTML là chúng ta chia thành các cái phân khu, khu vực để chúng ta trình bày, đúng không ạ? Bạn có viết trên một trang có khả năng nó cũng phải lên tới hàng nghìn dòng. Chúng ta xem trên các cái sụp cốt của HTML web đấy. Phần thứ hai thì cái phần này chúng ta thường để ví dụ như là người ta gọi là menu navigation, đúng không ạ? Đấy. Thông thường về hay viết là viết như này, enter và cho xuống đây cái là chấm gạch chéo, đúng không ạ? Người ta có thể để menu ở ngay trong header hoặc để ngoài, nó thực được thiết kế bằng cái nắp ba. Cái nắp ba này thì thẻ tra của nó có thể là body hoặc là cái section thì tốt hơn, đúng không ạ? Đấy. Thì bên trong này thông thường nó sẽ chia ra là các cái gì thôi, UL, đúng không, và các cái gì LI, bên trong này là các cái thẻ liên kết, ví dụ như vậy, đúng không nhỉ? Thì mô tả ngắn gọn để chúng ta dễ nhìn thôi, nó có thể có nhiều các cái menu như thế, ví dụ như vậy, đúng không? Dưới cái trang chúng ta thường thấy có một cái banner rất là to dành cho việc quảng cáo ngoài hoặc quảng cáo trong, đúng không ạ? Thì trong đấy bạn có thể sử dụng cái vùng gọi là, người ta gọi là phần banner, banner của website. Đấy. Đấy, chúng ta thường đấy. Thì cái này bạn có thể để trong một cái section. Bây giờ bạn có thể đặt cho nó cái vùng, đặt ID, đặt class. Phần sau này chúng ta sẽ mô tả rõ hơn cho cái việc đó. Thì bên trong này bạn có thể dùng các cái hình ảnh để liên kết ngoài slide, đúng không ạ? Hoặc thậm chí là trong này thì có thể là các cái div, đúng không? Cái cấu trúc chúng ta phải hình dung như vậy. Tức là có nghĩa rằng là bạn không nên để cái slide nằm trong div, hay là không nên để cái section nằm ở bên trong thẻ div. Div là khối khu vực, section nó là cả một vùng, đúng không nhỉ? Theo cái tiêu chuẩn HTML 5, đấy cũng là một trong cái chuẩn đánh giá chuẩn SEO, nó là thế, cái chắc cấu trúc của một trang. Ví dụ như ta lại có các cái phần các phần khác, đúng không nhỉ? Các phần nội dung khác, đúng không ạ?
Để lấy ví dụ như là chúng ta có cái gì? Ta cũng đặt vào đây là cái section đi. Đúng chưa? Ví dụ như là bạn đặt các cái mẫu tin thì ta để trong article, đúng không? Trong các cái div, ví dụ thế, trong các cái div khác nhau. Đấy. Cái cấu trúc của trang. Tức là bạn sẽ hình dung rằng là khối to là chứa các khối nhỏ. Nhưng nói về bài viết thì chúng ta nên để vào cái khu vực là article. Nói về các cái slide bar, các quảng cáo trong ngoài, vậy chúng ta thường đặt vào ở xa. Nó chỉ có mấy cái thẻ cấu trúc của HTML5 cơ bản. Đúng không ạ? Vân vân, chúng ta có các thành phần khác, ví dụ như footer, phần cuối trang. Chúng ta nhìn thấy các trang web bao giờ nó cũng có cái phần cuối trang, đúng không nhỉ? Can trốn cách phần cuối trang chúng ta thường không cần vậy. Mà cũng phải đặt đấy, đúng không ạ? Ví dụ sau này nó còn tích hợp thêm một số các cái thành phần ngoài. Chúng ta sẽ để đây là các footer. Bạn có thể chia thành các cái khối nhỏ, div, các cái khối khác nhau. Đấy, div tức là có rất nhiều các cái khối khác nhau ở đây. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ thế. Tức là div trong div trong div nó chia các cái khối nhỏ với nhau. Giống như ta vẽ các khối với nhau như này. Đúng không? Đấy là cái nội dung mà chúng ta chú ý ở trong cái phân chia khu vực. Rõ ràng là bài này, cái bài này rất để ý. Trước đây là không để thành một bài đâu. Nhưng bởi vì khi mà thiết kế các cái trang web thì nó không đúng cái tiêu chuẩn. Đúng không ạ? Đấy. Như vậy là chúng ta thấy rằng là đấy là cách chúng ta chia. Còn đưa vào các bài cụ thể chúng ta sẽ chia. Và khi chúng ta chú ý rằng là tại sao chúng ta lại quan tâm đến việc này, thì sau này làm cái phần làm đẹp trang web nó phụ thuộc vào cái kiến trúc của trang HTML. Bạn xây nó như thế nào thì chúng ta sẽ có phương án để set cho nó. Thì rõ ràng là hai bạn thiết kế với hai cái kiến trúc khác nhau thì chúng ta áp một cái file set vào thì nó không chạy ra với nhau được. Nhưng mỗi bạn viết một cái CSS ra vẫn ra được một cái trang giống hệt nhau, mặc dù kiến trúc nó khác nhau. Đấy. Đó là cách chúng ta xây dựng kiến trúc như nào, ta sau này chúng ta sẽ viết các cái quy tắc định dạng ở trên trang nó như thế, đúng không ạ? Thì đấy là cái nội dung của bài bài cũ. Chúng ta chú ý lại một vài phần nữa, ví dụ các cái thẻ audio, các cái thẻ canvas, các cái thẻ video, đúng không nhỉ? Các cái thẻ mà chúng ta có thể phục vụ cơ bản cho các cái chức năng trên web như hộp search, đúng không ạ? Search trong danh sách thì sau này ta viết một vài cái cơ bản, bạn có thể dùng một số cái thư viện mở cũng được, đúng không? Đấy. Ok, các bạn sang cái phần bài tiếp theo cho thầy, đúng không ạ? Bài số 4 đúng không nhỉ? Slide 4. Cái phần này ấy, thì chúng ta dựa vào cái kiến trúc từ trước chúng ta viết. Rõ ràng là trong bài thực hành, trong book, trong sách là các bạn nên chăm chỉ làm hết. Giống như là cái bài table ấy, chúng ta nhìn thấy rằng là tại sao nó lại đẹp như vậy mà lúc đầu thầy chưa yêu cầu thiết kế nó đẹp như thế. Chúng ta chưa có công cụ CSS. Thì đến phần bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái việc đó. Đúng không nhỉ? Thì trong cái phần mà chúng ta định nghĩa là ta có phần HTML 5 các thẻ cơ bản, phần thứ hai là phần CSS, đúng không nhỉ? Nay chuyển sang được cái phần thứ hai, người ta gọi là các cái bảng định kiểu CSS, hay còn gọi nó là các cái cutting style sheet, các cái style sheet, đúng không nhỉ? Đấy. Vậy thứ nhất chúng ta giới thiệu về CSS, người ta gọi là ngôn ngữ định kiểu. Phần HTML người ta gọi là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Đấy, phần này ta gọi là ngôn ngữ định kiểu, tức là áp dụng các cái quy tắc để miêu tả cách trình bày nội dung trên trang HTML. Vậy là chúng ta chưa nói gì đến ngôn ngữ lập trình cả, mặc dù khoa chúng ta gọi là lập trình frontend React, đúng không? Thì nó có các cái phần để xử lý trên cái frontend đấy, đúng không ạ?
Ví dụ như đưa đến cái phần thứ ba chẳng hạn, chúng ta học ngôn ngữ lập trình JavaScript thì nó có chữ lập trình đấy, dần gọi là lập trình frontend. Và hiểu rõ vấn đề của nó là tách biệt cái phần nội dung và phần định dạng. Nó giống như là chúng ta xây cái tòa nhà ấy, là ông xây khung khối lên cứ xây, còn ông sơn thì thuê một đội sơn khác. Đó bản chất nó là đúng không ạ? Và chú ý rằng là trong thiết kế web này thì phần định dạng chúng ta có thể lưu trữ ở một cái file riêng biệt là .css. Vậy ta có file đầu tiên là html.html. Đấy, bây giờ kết nhúng file CSS này vào HTML. Đấy, để nó tạo ra một cái trang nó đẹp hơn. Vậy thì cái quy tắc của nó, cái này thì sau này có một số bạn là phỏng vấn ấy, không hình dung ra, người ta gọi là life cycle, tức là cái vòng đời thông dịch của một cái trang HTML thì nó chạy như thế nào đấy, đúng không nhỉ? Hay là các ngôn ngữ lập trình khác người ta cũng đều nói đến cái life cycle. Cái từ khóa tiếng Anh nó là như thế. Vậy thì khi hiển thị một trang HTML ấy, trình duyệt sẽ xác định được cái file CSS nào cho trang và áp dụng các quy tắc nào cho các thành phần trên trang. Đấy. Thì có nghĩa rằng là chúng ta phải có cách thức để làm sao trước khi mà sử dụng đến các cái đối tượng, cái thành phần trên trang thì nó được biết là nó áp dụng cái quy tắc nào. Đúng không ạ? Vậy là cái file này chúng ta phải đặt đúng nơi đúng chỗ. Đặc biệt của nó là tái sử dụng mã code thì đương nhiên chúng ta tạo ra một file bạn thích dùng ở trang này thì bạn nhúng nó vào, bạn thích dùng ở trang khác thì bạn lại nhúng nó vào cái trang khác, đúng không? Đấy, thì đấy là cái khái niệm người ta gọi là real code, tái sử dụng, đúng không? Một cái nữa là giảm mã HTML vì nó là tách biệt. Khi mà chúng ta viết tất cả những cái CSS trên cùng một file HTML ấy, thì bạn tưởng tượng là cái file chúng ta kéo rất là dài, nhưng chúng ta tổ chức nó thành các cái file và chúng ta nhúng lại với nhau thì chúng ta đọc xử lý mã nguồn mã code cũng dễ hơn. Sau này lập trình cũng thế, chúng ta thường là phải tách nó ra, tách ra từng cái nhóm để chúng ta dễ dàng quản lý cái mã nguồn. Một khái niệm mà độc lập với thiết bị cũng được đề cập đến. Trước đây khi bạn làm một ứng dụng trên nền tảng web mà cho phép mà được chạy ở trên mobile ấy, thì chúng ta phải làm hai bản khác nhau. Đấy, bây giờ thì ít rồi, cách đây khoảng độ 5-7 năm về trước, tôi thấy các cái trang như là VN Express, Dân Trí hay là 24 giờ, chúng ta gõ là dân trí.com.vn thì chạy trên trình duyệt rất ok. Nhưng nếu chúng ta chạy trên mobile chúng ta phải gõ là m.dân trí thì có nghĩa là nó đang là hai bản khác nhau đấy nhé, chứ không phải là một bản nguồn mã nguồn đâu. Nhưng bây giờ ấy, cái CS3 này nó cung cấp cho chúng ta là bạn viết một lần và được dùng trên đa nền tảng, trên nhiều các cái thiết bị khác nhau, đúng không ạ? Người ta gọi là độc lập với thiết bị là như vậy. Và khái niệm này thì trong lập trình frontend người ta gọi là responsive thôi, đúng chưa nhỉ? Đấy, chúng ta cứ nói responsive là gì thì bản chất nó là ở trên các cái thiết bị khác nhau thì chúng ta có cách trình bày phù hợp. Đấy, nó đương nhiên là nó sẽ khác nhau nhưng nó phù hợp. Khác nhau ở đây là về cái bố cục thôi nhé, chứ còn nội dung nó mà lại khác nhau thì nó không đúng. Tức là nội dung ở trên browser của desktop thì nó vẫn phải tương xứng với nội dung mà chúng ta chạy trên mobile, nó mới phù hợp. Đấy, và chúng ta nhìn thấy rằng là mã CSS có thể được nhúng cùng với mã HTML. Đấy, hoặc chúng ta liên kết, tức là link giữa file HTML và file CSS. Tức là chúng ta sẽ học cái quy tắc này nó tên đúng như thế nào. Vậy thì quay lại chúng ta nhúng hay là cách sử dụng nó như thế nào? Thì trong sử dụng CSS trong HTML chúng ta có 3 cách để sử dụng. Thứ nhất là sử dụng nó gọi là CSS inline, tức là áp dụng các quy tắc trong cái thuộc tính style của thẻ HTML, như mấy cái bài đầu chúng ta đã tạm ứng trước ấy. Chúng ta muốn định dạng cái chữ chúng ta cho style và chúng ta cho color, thì đấy nó là quy tắc thứ nhất để áp dụng. Quy tắc thứ hai là chúng ta viết nó ở trong thẻ style để áp đặt các quy tắc cho các cái thành phần ở trên trang. Thành phần nó là gì? Chúng ta gọi là các cái bộ chọn, thì phần sau ta nói đến bộ chọn.
Và cách thứ ba là chúng ta viết riêng ở một cái file ngoài, sau đó chúng ta liên kết cái file HTML với file CSS với nhau. À, có ba cách đây thôi. Và thông thường thì cái tính sử dụng lại được nhiều nhất thì người ta tổ chức những cái gì mà dùng chung trên nhiều cái trang HTML trong cùng một website thì người ta sẽ viết ở dạng file CSS để người ta nhúng với các file HTML khác nhau. Các anh dùng nhận ạ. Đấy. Vậy thì ba cách này chúng ta tạo ra nó như thế nào? Chúng ta làm một cái ví dụ đầu tiên. Để đặt tên nó là file là csr1 đi. .html đi. Đúng không? Người ta gọi là chấm than tag ở tab nha, sử dụng CSS với HTML. Đúng chưa? Thì chúng ta mô tả đây là cách sử dụng CSS với HTML. Đơn giản là như vậy. Như ta vừa nói rồi là gì? Nó có thể được chia làm 3 cách để áp dụng, đúng không? Đúng không nhỉ? Có 3 cách. Và những cái thứ này chúng ta nên phải chú ý là học thuộc nó lâu lâu. Một, người ta gọi là style. Cái từ tiếng Anh hay gọi là style. Inline. Style line tức là các quy tắc CSS. Đúng không ạ? Quy tắc CSS là giá trị của thuộc tính style trong phần tử HTML. Đúng không? Quy tắc CSS là giá trị của thuộc tính style thuộc tính bản chính của thầy nó bắt đầu nhảy đây quy tắc CSS là giá trị của thuộc tính style trong phần tử HTML. Đấy là quy tắc thứ nhất. Thế ví dụ như là nó có style bằng cái gì gì đó ở đây, ví dụ color2.red, color2.red thì nó là một quy tắc, đúng không? Ta phải ghi đây gọi là ví dụ. Đấy. Ví dụ đây ta mô tả luôn cách thứ nhất, chẳng hạn như là bạn tạo một cái thẻ p, đây là phần tử html đúng không? Có một cái nội dung lorem, bạn ghi cái lorem vào cho nó đơn giản, gõ chữ lorem enter tab gì đó như này đi, đúng chưa? Mặc định bạn sẽ nhìn thấy rằng là giá trị hiển thị lúc này nó chỉ là như thế này thôi. Công con p show lib server. Đấy. Đúng chưa? Đây là cái thẻ P. Nhưng mà chúng ta áp dụng cái quy tắc này, bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta viết một cái style, chẳng hạn như bạn đổi màu nền đi cho nó dễ nhìn. Màu nền của nó là background, cứ nói đến nền từ khóa tiếng Anh nó dễ dàng, background là nền. Ví dụ ta cho màu nó là màu green chẳng hạn. Các cái chuẩn mã màu chúng ta sẽ ở phần cuối. Bạn sẽ nhìn thấy là nó tô cái màu của thẻ P sau khi chúng ta đã áp dụng cái quy tắc CSS vào. Như vậy bạn đã hình dung rằng là trang web nó đẹp hay không thì cái yếu tố CSS rất là quan trọng, đúng không ạ? Phải làm theo tiêu chuẩn và quy tắc của nó. Rồi, đấy là cách thứ nhất. Ok đúng không? Cách thứ hai, phải ghi một lý thuyết. Chúng ta gõ vài chữ thôi, không cần phải cần thực hành ta làm tiếp. Cái thẻ thầy cho chữ HR vào đây để nó phân cách cho dễ nhìn. Đấy. Cách thứ hai của chúng ta là gì? Là thiết lập các quy tắc CSS trong phần tử style. Đúng không? Trong phần tử style. Và cái này chúng ta nên là chú ý. Rõ ràng là chú ý thì phải là chú ý đến học ghi chú, đúng không? Chú ý. Đấy. Là nên đặt
cái nên đặt thẻ style trong thành phần gì, trong phần phần hit, phần đầu trang ấy. Tức là khi mà chúng ta muốn áp dụng các quy tắc thì cái phần đó nó phải được render trước, được thông dịch trước, trước khi mà các phần tử nó xuất hiện thì nó áp dụng. Cái điều này nó xảy ra là gì? Trước đây chúng ta nhìn thấy là có một số các cái trang mạng xã hội mà khi bạn bạn mở lên ấy, bạn nhìn thấy nó bị vỡ cái cấu trúc trang, đúng không? Một lúc sau mới nhìn thấy, đấy là do tức là băng thông nó yếu, nó sự load nó chậm. Vậy thì cái trình thông dịch của nó là nó cứ thông dịch trên dưới. Vậy thì cái phần header nó chưa được định nghĩa cái CSS đấy nên nó chưa thông dịch. Thế nó dịch cái phần thẻ HTML trước nên chúng ta sẽ nhìn thấy là nó chưa áp dụng quy tắc. Một lúc sau nó dịch hết rồi thì nó bắt đầu nó mới áp dụng. Thì nó mới lên cái hình khung đúng như mong muốn. Thì đấy là cái cách mà do chúng ta đặt sai cái vị trí của CSS. Đúng không ạ? Và cái này nó lại còn làm thêm ở trong một thành phần nữa là cái độ ưu tiên của các phần tử CSS, của các quy tắc CSS. Mà gần đây thầy thấy một số bạn hay hỏi sao lại important, không important nó là như thế. Nó cái chế độ ưu tiên mà bởi vì getting style sheet thì chúng ta đã hiểu ngay nó là cái cơ chế xếp chồng. Vậy thì nó sẽ ưu tiên cái thằng nào? Đúng không nhỉ? Đầu tiên chúng ta nghĩ đến nếu một cách bình thường thì ông nào gần thì nó áp dụng trước thì nó áp dụng, ví dụ thế. Đúng không? Nhưng là trong đó thì nó có thiết lập một số các quy tắc ưu tiên hơn thì phần đấy ta nói sau. Nhưng ở đây thì thầy đang muốn viết luôn ở chỗ này thôi để chúng ta tiện theo dõi. Còn bản chất là cái này phải đặt ở đâu? Header, thầy ghi chú đây này. Nên đặt trong hit chung header nhé. Cái cùng hit. Đấy, ghi rõ vào đấy. Còn ở đây là chẳng qua thầy đặt ở từng phần một để chúng ta dễ dàng theo dõi thôi. Hình dung chưa? Đấy. Vậy thì ví dụ như là chúng ta muốn áp dụng cái quy tắc CSS cho cái phần tử body chẳng hạn thì chúng ta sẽ áp dụng nó như thế này, body, đúng không? Ta để cho nó cái background là chúng ta dễ nhìn nhất, background color. Ta cho nó là màu aqua đi. Hoặc là bạn thích màu gì bạn cho nó vào. Thì chúng ta nhìn thấy cái màu đang là màu trắng. Lúc này chúng ta thiết lập lại cái màu body này. Chúng ta thấy nó thành màu xanh aqua. Đúng không? Đấy. Thì đấy là áp dụng các quy tắc mà được đặt ở trong thẻ style. Đấy. Còn cách thứ ba chúng ta cũng đã rõ rồi, phải viết luôn ở đây để dễ dàng theo dõi. Cách thứ ba là gì? Là gì đấy? Thiết lập các cái quy tắc, thì gọi đầy đủ hơn, cho các bộ chọn HTML, tức là các thẻ HTML đấy, trên file.cd. Thì cách thứ ba ra là như vậy. Và khi mà kết nối, đúng không? Sau đó là gì? Liên kết file CSS với file HTML thông qua thẻ link hoặc import. Đấy. Như vậy, đúng không nhỉ? Thì cái cú pháp của thẻ link tức là link href. Thôi để thầy viết luôn dưới, đúng không nhỉ? Ví dụ đấy. Ví dụ ở đây thì chẳng hạn như là, ví dụ thì chúng ta phải tạo ra một cái file gì? Một file CSS, đúng không? Đấy. Ghi thêm một cái ghi chú đây nữa. Ghi chú là gì? Nên nhúng file CSS vào trong file HTML trên phần gì? Trên phần hit. Đấy. Còn ở đây thì thầy để dây cho nó tuần tự thôi. Còn sau này làm là chúng ta phải đặt trên phần gì? Phần hit, đúng không nhỉ? Đấy, những bạn mà không theo dõi video là nhìn thấy code như này là sai ngay.
Rõ ràng trong cái bài giảng thì nó rất rõ, còn đây là nó là tuần tự để ta dễ theo dõi thôi. Đúng không anh ạ? Đấy. Vậy thì bạn tạo cho thầy một cái file CSS. Chẳng hạn thầy tạo file là gì? Là tạo trong thư mục này luôn. Là gì? CSS1.css. HTML thì ta để là HTML. CSS đây là CSS. Ví dụ như thầy định nghĩa thêm cái body. Khi nãy là style ta định bằng là body nó là màu nền. Bây giờ ta thêm cái này nữa. Color màu chữ đi là blue violet đi. Ví dụ thế. Ok. Rõ ràng là ta thiết kế này rồi nhưng mà không thấy cái màu chữ nó thay đổi gì cả. Đúng không? À là ta cần gì? Ta liên kết cái này. Đây thầy nhúng tại luôn đây luôn để chúng ta dễ theo dõi. Link. Đấy, tab. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái tham chiếu của nó là style CSS. Cái file này nó lại giống như cái liên kết của thẻ A và thẻ cái sụp của image mà chúng ta học ở phần trước. Đúng không? Href là cái URL, tức là cái nguồn của nó. Vậy cái nguồn này chúng ta để cùng một thư mục thì nó chính là cái CSS1.css thôi. Đúng không? Ctrl S lại này. Được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta thấy cái màu của nó. Màu nhìn có vẻ không rõ nhỉ? Cho màu khác đi. Màu gì? Đỏ đi nhé. Red đi. Cho nó trực quan. Đấy. Và trên này chúng ta được chưa? Thấy màu đỏ đúng không? Tất cả chữ lên màu đỏ. Trên màn hình có vẻ bạn nhìn không rõ. Các bạn online nhìn thấy rõ trên rõ không? Rõ sự thay đổi của nó không? Có cái ý kiến gì nhỉ? Có thầy ạ. Rồi ok. Thầy tắt loa rồi, sợ là không nghe. Như vậy là có ba cách chúng ta hình dung như vậy. Cách này là cách được ưu tiên nhiều hơn cho những cái dùng chung. Nhất là chúng ta nhìn thấy trên một website cái phần header ấy, nó dùng chung cho rất nhiều các cái trang HTML. Vậy chúng ta sẽ thiết kế cái bố cục cái khung đấy ở một file. Sau đó thì trên trang nào chúng ta cũng chỉ việc nhúng nó vào thôi. Đúng không? Đấy. Còn cách nhúng thứ hai là import, chúng ta tra từ khóa import trên Google chúng ta áp dụng quy tắc. Tức là những cái từ khóa phải ghi lên đấy. Lúc nào ngồi thực hành chúng ta search một cái để chúng ta xem. Cố gắng lưu trữ rất nhiều bộ từ khóa là cách tốt nhất. Đúng không ạ? Đấy. Rồi. Đấy là cách mà chúng ta liên kết nhúng phần CSS với HTML. Đến cách tiếp theo thì cái tương tác của nó như thế nào? Đúng không ạ? Đấy, cú pháp tương tác của nó như thế nào? Chúng ta xem một cái chỗ này xong chưa? Xong hết chưa các bạn? Không xong thì các bạn nốt vào đấy để xem thì làm lại tiếp không thì nó lại cũng... Mình gõ được nhanh hơn chưa? Nói chung là cứ làm theo phương pháp của thầy, cứ ôm bàn phím đi ngủ gõ khi nào ngủ. Gõ nhiều thì nó sẽ nhanh nhưng mà tai nghe, tức là đến lúc mà ví dụ như là tai nghe đúng không, mắt theo dõi trên phim, tay gõ bàn phím thì lúc đấy là ok rồi. Nhưng bây giờ là cái, nhiều lúc là vẫn phải nhìn phím gõ là nó sẽ bị chậm thật đó. Ok, nhưng mà để những bước đó thì cũng cần thời gian. Rồi tiếp theo sang phần nữa chúng ta quan tâm đến cú pháp sử dụng của CSS, hay gọi là cú pháp tương tác, đúng không ạ, của CSS với các phần tử HTML. Thì chúng ta đang có bốn cú pháp khác nhau, đúng không ạ? Tức tương tác thông qua tên thẻ này, tương tác thông qua thuộc tính ID này, tương tác thông qua thuộc tính class này, tương tác thông qua giá trị của thuộc tính này. Chỗ này ta phải tương tác với, bạn ghi đầy đủ hơn là giá trị của thuộc tính. Đấy, nói đầy đủ hơn. Đúng không nhỉ? Và nó thường gọi là các cái bộ chọn thuộc tính. Đúng chưa? Bốn cái thứ này nó liên quan đến là các cái bộ chọn thuộc tính. Thì trước tiên thì làm cái đơn giản hơn, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc bộ chọn tương ứng. Thông qua tên thẻ thì làm như nào? Thông qua ID thì như nào? Thông qua class thì như nào? Đúng không? Ta làm cái ví dụ thứ hai. Bạn đặt cho thầy một cái tên trông nó cũng mỹ miều đi, là
https://2.html. Đúng không ạ? Làm một file riêng đây. Và thầy cũng làm một cách tuần tự, còn cái chú ý thì thầy đã ghi rồi. Đúng không nhỉ? Chúng ta gọi là cú pháp tương tác. Cú pháp tương tác của CSS với các phần tử HTML. Đấy, cho nó đầy đủ rất rõ nghĩa. Bạn làm luôn cho thầy một cái là gì? H1. Và bạn nhìn thấy là hầu hết tất cả các cái trang mà thầy demo bao giờ cũng chú ý đến là cái title của nó và cái H1 trên trang nó gần tương đương nhau. Sau này bạn làm web mà chạy quảng cáo là bạn phải để ý cái đó. Đúng không ạ? Đấy. Sau này mà deploy hay chạy, ta sẽ dùng thêm cái cell quick free để chúng ta check chuyển cell là như thế, đúng không? Gọi cú pháp tương tác. Rồi, để cho đỏ cái này lại một tí. Ok, Ctrl P, solip server, để chạy ở bên để nhìn cho nó rõ, đúng không? Đấy, cú pháp tương tác thì chúng ta sẽ mô tả nó gồm có cái thứ nhất này, một là tương tác thông qua tên thẻ HTML. Đấy. Ví dụ thì thầy demo luôn bên dưới, còn sau này cú pháp chúng ta đã rõ rồi là bạn đặt nó ở trên phần hit, đúng không? Ví dụ style, ví dụ như là bạn muốn định nghĩa lại cái H1, đúng không? Bạn muốn áp dụng quy tắc H1 với cái màu sắc của nó, color là màu brown. Đấy, bạn sẽ nhìn thấy Ctrl F một cái này, đang chữ đen thành chữ. Đấy, chữ gần đôn, đúng không? Gần đỏ đô. Màu đất râu, đúng không? Thì đây là gọi là tương tác thông qua tên thẻ. Mặc định thì trên browser nó hiển thị các cái chữ là màu đen. Bây giờ ta muốn các cái tiêu đề nó thành màu đỏ, hoặc là bạn thích nó thành màu xanh, blue, hay là một cái mã màu 12F21, 12F, 12DF gì đấy, 23. Thì cái mã này sau này chúng ta sẽ xử lý nó sau. Đấy chưa? Đúng không ạ? Một cái mã màu. Thì cái trang slide cuối chúng ta review lại là cái màu sắc thì nó được đặt bằng các hàng tiếng Anh hoặc là bằng cái mã màu hexa hay là RGB. À, giá trị quy định của nó là như vậy. Hay là chúng ta muốn định nghĩa một cái gì? Một cái các cái thẻ free, chúng ta vừa nhìn thấy có cái thẻ free ở trên đấy. Đúng không nhỉ? Ta để cho nó cái background. Background color là một cái màu xám xám, ví dụ như này, CC. Chúng ta nhìn thấy nó tô màu cho cái thẻ free đấy. Thì cái này người ta gọi là tương tác thông qua tên thẻ. Đúng không nhỉ? Đấy. Thì tương tác thông qua tên thẻ thì nó là tên thẻ và mở đóng ngoặc nhọn. Ở trong đó là bộ quy tắc CSS. Đúng thế không? Đấy, đương nhiên là cái này bạn sẽ phải thực hành rất nhiều, nó có nhiều quy tắc lắm. Chúng ta không thể nhớ hết được, nhưng mà chúng ta có bác học Google rồi. Chúng ta cần là sớt cái quy tắc chúng ta áp dụng nó phù hợp. Và cách chúng ta học là chúng ta sẽ lưu lại các cái vết, tức là các cái keyword. Đúng không ạ? Rồi, đấy là cách thứ nhất nhé. Cách thứ hai, bạn cho cái HR vào đây. À, cho cái thẻ free vào để cho nó dễ nhìn. Đấy, hai là tương tác thông qua thuộc tính ID của phần tử. Của phần tử hay của thẻ cũng được. Phần tử HTML. Đấy. Chúng ta nhìn thấy là bạn định nghĩa pre cái là chỗ nào nó cũng sẽ là cái màu này luôn nhé. Đúng không? Đấy. Thông qua phần tử HTML. Thì quy tắc của nó là bắt đầu bằng thăng, đúng không nhỉ? Tên. Đấy, tưởng đặt nó là như vậy. Ví dụ
Ví dụ như là chúng ta có một cái section thang new đi, tức là cái vùng này tôi định nghĩa là một cái vùng tin tức, đúng không? Đấy, bên trong này bạn để cái gì đó, article thuộc để đấy, cái vùng này thôi là nội dung tin tức. Chúng ta ghi nội dung tin tức này thì nó không hợp lắm, để cho cái h2 bản tin với ngày tình hình COVID đã ổn định trở lại, cuộc sống dần bình thường hóa, bình thường mới, đúng không nhỉ? À, chúng ta đã học offline mà không còn sợ trị COVID nữa, đúng không? Nói chung là vẫn phải đảm bảo sức khỏe, chứ còn tránh thì chúng ta cũng không cần thiết phải tránh. Sức khỏe tốt thì nó cũng đơn giản thôi. Vậy thì chúng ta dùng ở đây, bạn tạo cho thầy cái style để chúng ta dễ làm việc. Tôi định nghĩa ID tức là thăng, tức là trong CSS thì bắt đầu là thăng và ID có tên là gì? New, ví dụ như vậy, đúng không? Tôi định nghĩa một vài cái khái niệm, ví dụ như là margin. Margin là cái margin nó giống như là trước đây chúng ta có khoảng cách giữa các ô trong table ấy, nó là cell padding, à cell spacing. Còn ở đây margin chúng ta sẽ hình dung rằng là nó là một cái ô trên dưới trái phải bốn góc, đúng không? Thì nó sẽ cách bên trái như nào, cách bên trên như nào, cách bên phải như nào, cách bên dưới như nào. Thì đây ví dụ như là thầy sẽ viết là cách bên trái là 1 rem, cách bên trên là 2 rem, cách bên bên phải là 1.5 rem. Đây là thầy đọc nhầm nhé, nó là trên, phải, dưới, trái. Thì cái này là top này, cái này là right này, cái này là button này, và cái này là left này. Left thì thầy để nó là cách bên trái đấy, là một đi. RAM nó là khái niệm đơn vị, nó giống như là bao nhiêu pixel, chúng ta gọi là bao nhiêu centimet ấy. Thì RAM đây nó là một đơn vị của CSS, khoảng cách, đúng không nhỉ? Ok, đấy, đấy là margin. Tao chắc chưa thấy cái gì cả, có lẽ là nên để cho nó cái màu đi, cho nó nhìn cho nó rõ. Background bằng green đi. Đấy. Cũng chưa thấy gì, à thấy rồi, đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy khoảng cách này. Chẳng hạn chỗ này bạn đang nhìn thấy khoảng cách là 2 rem, đúng không? Top ở trên đó top là 1 rem. Bạn thử tăng cái này lên, chúng ta sẽ nhìn thấy này. 3 rem đi. Ctrl S. Nếu lùi xuống, đúng không? Cái bên phải này chúng ta để là 2 rem đi. Chúng ta thấy nó cách ra bên này tí. Đúng thế không? Đấy. Được chưa? Thì những cái nào mà có ID thì nó sẽ áp dụng đúng như thế. Chẳng hạn như bây giờ tại tạo thêm một cái vùng section. Thực ra ID thì chỉ nó, xin lỗi các bạn, ID trên trang nó phải là duy nhất. Không ai đặt ID trùng nhau, đúng không? Identifier. Đấy. Còn những cái mà có thể trùng nhau chúng ta sẽ tính khác. Cứ cái vùng nào ID như thế. ID nó định danh rồi. Ta tạm gọi nó là như vậy. Thôi được, ta chuyển sang cái thứ hai. Cái thứ ba, HR, bạn lại tạo cho thầy cái pre. Đấy, bạn sẽ nhìn thấy này, cái khoảng cách này dưới này, button là 1.5 này. Nó cách như này. Nhưng nếu mà bạn để là 4.5 này, nó cách xa ra như này. Thế thôi. Chúng ta sẽ thấy là các khoảng cách mà sau này bạn sẽ dùng các cái margin ở trong định dạng các cái khối rất nhiều. Đúng không nhỉ? Giống như trên trang bạn nhìn thấy là chúng ta phải đặt các cái khoảng cách ô, khoảng cách vùng với nhau, nó dễ nhìn. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta có một cái quy tắc tương tác thứ 3. Là cái này lại áp dụng rất nhiều là tương tác. Đúng không? Tương tác thông qua thuộc tính. Thông qua thuộc tính class của phần tử. Thuộc tính class của phần tử HTML. Đấy. Về quy tắc của nó thì ta có cú pháp là gì? Quy tắc hai chấm. Thì chúng ta bắt đầu bằng dấu chấm
và tên class. Ví dụ như vậy thôi, các quy tắc bên trong. Đúng không ạ? Tức là trong CSS bắt đầu dấu chấm thì nó hiểu đấy là tên của thuộc tính class. Còn bắt đầu bằng thăng tức là tên của thuộc tính ID. Đấy, nó chỉ có vài quy tắc thôi. Nó dễ nhớ. Đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta có một cái vùng section section thầy đặt một cái thăng khác đi, thăng là thăng zone 1 đi. Và nghĩ ra cái tên gì ta cứ cho nó một cái tên, đúng không? Giống như là cái cây thì lá. Đúng không nhỉ? Cây thì lá ở chuyện lớp mấy nhỉ? Có mà. Có chuyện gì đây? Đi lên xin thượng đế đặt cho cái tên. Hỏi mãi thượng đế chưa nghĩ ra thì là chị nghĩ tưởng là chữ là thì lá đây, chị chạy vào luôn. Là tên là thì lá, đúng không? Bây giờ chúng ta cũng đặt như thế, đúng không nhỉ? Đi. Ừ, thì mình cứ đặt vào đấy. Đúng không? Ví dụ như bây giờ thầy có deep này. Deep con tên đi. Container đi. Một cái ô nào đó, đúng không? Deep.row đi, một cái dòng nào đó, đúng không? Deep.con đi, một cái cột nào đấy, đúng không? Cột. Ví dụ như vậy. Thực ra để trong deep mà để chữ luôn nó không phù hợp đâu nhé. Mà chúng ta nên để vào thẻ đoạn hay thẻ p cột để nội dung, mà chúng ta học cái cấu trúc rồi, cột nội dung nó để trong một cái p, ví dụ thế. Thấy chưa, tạm thời nó như vậy. Ta lại có một cái gì, ý nhá, đây là row này, đây là row này, deep.row viết như này để viết tắt mà, đúng không? Lại copy cái này xuống, ví dụ như vậy, nhiều nhỉ, đúng không nhỉ? Đấy, đây là chúng ta thiết kế trước cột nội dung dòng 1 đi, cột nội dung dòng 2 đi cho nó phân biệt, đúng không? Đấy, nhìn nó rõ rồi, đúng không nhỉ? Rồi bây giờ ta thiết kế những cái đây là thuộc tính class là container, class là row, class là gì, là code, đúng không? Rồi bạn thiết kế xong, bạn để lên trên này cho thầy cái style, tất cả style này sau này chúng ta nên để hết ở trên phần hit. Đây nó là cái follow để phải đến đâu thì viết đến đấy, chúng ta dễ nhìn thôi. Còn theo tiêu chuẩn chúng ta phải đặt trong hit hoặc để ở file ngoài đấy. Ném cái code này đọc người ta cười chết, đúng không? Những cái dùng đoạn HTML xong rồi đoạn style người ta cười ở mặt rồi. Chúng ta đang học có bốn cái cách tương tác đấy, ta sẽ chú ý, đúng không nhỉ? Người ta biết trước các cái thành phần này. Như vậy ở đây ta định nghĩa cho cái thuộc cho cái class thì ta có dấu chấm. Ví dụ ta có cái class là container, đúng chưa? Đấy, container. Chẳng hạn như bạn định nghĩa lại cho thầy cái margin, đúng không nhỉ? Trên dưới 2 rem, trái phải 10%. Đấy, chúng ta nhìn thấy trên dưới cách 2 rem ở đây, đúng không? Còn trái phải là 10%. Tốt nhất là ta cho cái border, không dùng background, ta dùng border 2px px solid, đường kẻ nét liền, đường màu 123 123, ví dụ như vậy. Hỏi xấu quá, cho cái màu khác đi, màu FA đi. Ui, các bạn xấu nhỉ. Ví dụ thế,
chúng ta nhìn thấy cái đường kẻ rồi đúng không? Tốt nhất là cho nó to ra 5 đi. Đấy. Đúng không ạ? Như vậy bạn sẽ thấy rằng là phần này cách đây là 2 RAM này. Cái đơn vị RAM tính ra pixel như nào thì còn sau ta nói chỗ đấy. Còn chỗ này là cách nhau là 10% này. Bạn nhìn thấy không? 10% của cái toàn bộ cái màn hình đang chứa đấy. Bạn kéo cái này ra chúng ta sẽ nhìn thấy khái niệm responsive ở đây cũng rất hay này. Đấy, lúc nào nó cách 10% mỗi bên. Đúng không? To nhỏ đều cách 10% mỗi bên. Đấy. Được chưa nhỉ? Như vậy là chúng ta hiểu cái class viết trong CSS thì luôn luôn bắt đầu bằng dấu chấm. Và cái tên của nó chính là cái giá trị của thuộc tính class. Em hình dung chưa? Rồi ok. Ví dụ như em định nghĩa cho thầy cái class row có tên là row ấy. Để đang mét với khái niệm trước đây chúng ta đặt tên TR ấy mà. Đúng không? Container nó như là một cái table mà. Mỗi một hàng người ta gọi là một dòng. Ví dụ như cái row này này. Row thì ta cho background để ta phân biệt nó dễ nhìn. Background là màu màu cyan đi. Mình nhớ một số cái từ khóa. Đấy. Chúng ta nhìn thấy là cái màu này thay đổi đúng không? Đây là dòng, tức là có hai dòng thì hai dòng đều được tô. Nó rất hay là cái chỗ là những cái nào giống nhau người ta đặt cùng cái tên thuộc tính class. Được thấy không? Đấy. Ví dụ như ở đây ở trên này này row này. Thầy đặt class row. Nhưng bây giờ thầy lại muốn áp dụng thêm một cái class khác nữa. Đúng rồi, thầy có thể đặt thêm class là BG. Ví dụ thế. Là không không đặt BG mà đặt là border đi. BD line đi. Đấy. Ví dụ như vậy. Tức là chúng ta hình dung là cái row đầu tiên thì nó áp dụng hai class đúng không? Đấy, giống bạn nhìn cái tường này này. Đấy, một cái class đầu tiên là nó áp dụng cái nền trước đúng không? Sau đó nó áp dụng thêm cái class thứ hai là bạn vẽ cái vòng tròn lên. Thế thôi. Vì nó là nạp chồng mà, cascading style sheet. Vậy thì bạn sẽ nhìn thấy rằng là với class row này thì background của nó đều là màu xanh. Nhưng nếu như cái BD line này này bạn tạo cái này một cái class BD line trong CSS quy tắc chuẩn convention của nó thì chúng ta thường viết là các cái từ cách nhau bằng dấu gạch. Đúng không ạ? Nó có một số tiêu chuẩn chúng ta sẽ nghiên cứu dần. Cái BD line này chẳng hạn như là thầy lại muốn là cái border của cái này đi. Đúng không nhỉ? Là một px đường dotted đường nét đất màu đỏ. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là gì? À cái BD line đúng không nhỉ? Đấy, nó có đường kẻ là 1 nhưng mà nét đất ta lại có thể định nghĩa thêm một chút nữa cho cái margin vào để nó phân biệt. Margin là 2 rem, trên dưới trái phải đều là 2 rem. Chúng ta nhìn thấy chưa? Như vậy đấy chính là cái data sheet. Cái thứ hai nó chỉ mỗi row không thì nó không áp dụng nữa. Như vậy là cái này này nó sẽ áp dụng cái quy tắc này là 1 và quy tắc này là 2. Còn cái dưới này thì áp dụng mỗi quy tắc của row này thôi. Đấy. Như vậy thì chúng ta đã hình dung ra là khái niệm dùng chung của nó rồi. Đúng không nhỉ? Những cái gì chung nhất chúng ta viết thành một class. Và những cái gì riêng riêng ra ta viết thành riêng các class khác để chúng ta áp dụng. Đúng chưa? Đấy. Đúng không ạ? Chúng ta viết, chúng ta chạy thử để chúng ta phân biệt các cái thành phần của nó. Đúng chưa? Ok, online của mình vẫn ổn chứ nhỉ? Các bạn online ổn thầy ơi. Ừ, cố gắng lên, nhanh lên. Như vậy chúng ta hiểu các cái quy tắc rồi. Các bạn cố gắng đọc thêm cái này trong slide, trong lab và trong cái book, đến phần nào ta đọc thêm phần đó.
hoặc là search thêm ở trên cái phần web bar school, ta đọc cái bay rất cơ bản trước. Đương nhiên là đừng có đọc lan man quá, nguy hiểm lắm. Focus đúng cái thứ chúng ta đang cần thôi. Rồi ok, về class thì nó là như vậy đúng không nhỉ? Đấy. Chúng ta sang một cái phần thứ ba, thứ tư. Đây, đặt một cái prepare ở đây đi. Đấy, phần thứ tư này. Mình ghi đây là 4 chấm. Là gì? Chúng ta vừa mô tả đây. Tương tác thông qua giá trị của thuộc tính, hay là với giá trị cũng được. Tương tác thông qua giá trị của thuộc tính. Đấy. Thông qua giá trị của thuộc tính. Về mặt quy tắc thì chúng ta có quy tắc của nó là tên thẻ task, đúng không? Bên trong góc vuông này là thuộc tính, viết viết theo cú pháp gọi là attribute đi, bằng value. Đấy. Như nào, chỗ này ta nên cho dấu nháy vào, được chưa? Đấy. Và trong này là các quy tắc, đúng không? Ví dụ này, ví dụ ta thường định nghĩa cho các cái ô input có thuộc tính tai bằng text. À, là ta sẽ định nghĩa theo quy tắc, chẳng hạn như là width 100%, đúng không? Border 2.1 px solid màu nào đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là tất cả, nếu viết như này thì tất cả cái ô input mà có tai bằng text thì nó sẽ áp dụng quy tắc này. Còn input mà có tai bằng check, bằng radio, bằng number, bằng color, bằng date time thì nó không áp dụng. Nên ta hiểu như vậy. Để sau này ta trên form ta có khoảng 50 cái điều khiển. Trong đó nó 30 điều khiển là nhập text, chúng ta định dạng theo một chuẩn. Thì chúng ta lại không viết 5 cái style ở trong 5 cái thẻ đấy được. Nó rất là mất thời gian và nó không có tính tối ưu. Đúng không? Đấy. Hay là chúng ta có quy tắc nó là như vậy. Vậy ví dụ thực tế chúng ta chạy trên này xem, đúng không? Ví dụ chúng ta có section thang login đi. Chúng ta để một cái form ở đây chẳng hạn, form, đúng không? Trong này bạn để cho thầy hai cái điều khiển đi để chúng ta phân biệt input tai bằng text, tạm thời viết như thế, đúng không? Thầy không viết cấu trúc là br input tai bằng text, br xuống dòng input tai bằng check đi. Đấy. Để chúng ta thấy rằng là nó có hai ô này và một cái text này, đúng chưa? Thế ở trên này bạn mới định nghĩa cho thầy một cái là gì? Style tất cả các ô input mà có tai bằng text thì ta định nghĩa cho nó một quy tắc là width đi, 100%. Bạn sẽ nhìn thấy là gì? Thầy sai ở đâu? Input tai bằng text. À đây rồi, nó ra 100 đây rồi, đúng không? Đấy, thôi cho 80% đi. 80, đúng chưa? Để chúng ta kéo ra kéo vào chúng ta thấy. Đấy, đúng không ạ? Thì cái này nó gọi là thông qua thuộc tính tai. Nhưng nếu chúng ta bỏ thuộc tính tai thì bạn sẽ thấy khác ngay này. Ví dụ nhé, thì tất cả cái ô input nó đều giãn ra. Đấy, bản chất là cái này nó đang giãn ra, cái checkbox nó vẫn là chiếm hết cái chỗ này đấy, đúng không? Đấy, thì chúng ta quy định cái thông qua cái giá trị của thuộc tính nó là như vậy, đúng chưa?
rất dễ đúng không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta làm một cái ví dụ ngắn gọn đúng không nhỉ? Có ID rồi này, có phần tử rồi này, có cái gì, có cái class rồi này đúng không ạ? Đấy. Xong chưa? Làm cái đơn giản như vậy trước thôi. Chúng ta làm một cái bài tập nhỏ ở chỗ này, áp dụng các cái thứ mà chúng ta vừa dùng bài tập. Bài tập phải gọi là bài tập nhỏ, là thiết kế form login đơn giản. Cái thứ hai là áp dụng đầy đủ các cái CSS vừa mô tả, tức là có gì, có tag, cái phần tử thì gọi là tag đúng không, có ID, có gì, có class và có tag, attribute. Bằng ví dụ như thế, tức là chúng ta muốn rằng là form đơn giản của thầy chỉ có nghĩa là nó chỉ có ba điều khiển gì đấy thôi, giống như form ở trên nhưng mà chúng ta ghép nó vào để chúng ta select cái form đăng nhập đúng không? Thử đâu là form login thì chúng ta đã thiết kế rồi, ta copy cái phần đấy ta ném sang để ta select một vài cái xem nó thế nào thôi, được chưa? Đấy. 10 phút nhé. Thôi 15 phút đi. Cho nó ok đúng không?
Vũ Hoàng Anh hôm nay có học không? Alo. Vũ Hoàng Anh. Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Còn thêm một vài đoạn nữa. Chúng ta sang phần tiếp theo. Phần này tạm thời ta dừng ở đó. Có các cái phương pháp tương tác, ta sang một cái thành phần gọi là các cái bộ chọn, đúng không ạ? Gọi là ta xem là áp dụng các bộ chọn nào tương ứng với các quy tắc. Thì bộ chọn ở đây thầy viết tắt nó là các cái khái niệm task. Cái task ở đây có nghĩa nó có thể là tên thẻ, nó có thể là thuộc tính class đi, đúng không ạ? Nó có thể là ID, đúng không nhỉ? Ba cái thành phần cơ bản như vậy để chúng ta áp dụng. Xem là các cái cách viết này vì chúng ta đọc trên CSS có rất nhiều. Vậy thì cái ý nghĩa của nó viết như thế thì chúng ta áp dụng nó như nào và nó tương tác, nó tác động đến cái phần tử đấy như thế nào. Chúng ta phải viết các ví dụ để chúng ta sau này chúng ta lựa chọn cái cú pháp tương tác nào để chúng ta làm việc. Hay là cách khác là lựa chọn các cái bộ chọn, các selector nào để chúng ta làm việc với nó. Đúng không ạ? Ở đây thì ta đang nói đến phần là mặt cú pháp, còn lại thì cái quy tắc chúng ta sẽ làm dần dần, nó background, kl hay là border hay margin padding, thì đấy là các quy tắc của cái quy tắc định dạng của CSS, đúng không ạ? Ok, thứ nhất chúng ta có cái bộ chọn sao, tức là chọn tất cả các cái thành phần HTML. Bạn sẽ xem ở trên web, bạn search, bạn thường thấy cái file là reset CSS. Bản chất là người ta dùng cái file đó để người ta đặt lại tất cả các khoảng cách mặc định của cái phần tử HTML. Nhưng với HTML5 nó cung cấp chúng ta, xin lỗi, với CSS3 nó cung cấp chúng ta một cái bộ chọn gọi là bộ chọn sao. Có nghĩa là nó đại diện cho tất cả các cái thành phần trên trang, đúng không ạ? Trên trang HTML đấy. Nó đều áp dụng cái quy tắc đấy. Thông thường là chúng ta thiết lập lại các cái khoảng cách của các phần tử tương ứng, đúng không ạ? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ bắt đầu mới cái ví dụ, và bạn tạo cho thầy cái ví dụ thứ
thứ ba đi, CSS. CSS 3.html đi cùng với nó. Đây thầy nốt nhanh đây là bộ chọn phần tử. Đúng không ạ? Hay gọi là các cái CSS selector. Đấy, ok. Cho vào đây cái H1. Bộ chọn phân tử. HR. Đấy, ngắn gọn như vậy. Ctrl Shift P sau lib server chúng ta nhìn thấy luôn cho nó dễ. Đấy. Đúng không? Bộ chọn phân tử. Hay gọi là các bộ chọn phân tử cũng được. Bạn tạo cho thầy một cái file. Bây giờ ta bắt đầu làm quen với cái file CSS ngoài. Ta lại viết là CSS3.css. Mục đích là chúng ta sẽ gì? Thầy để sang bên này đi. Đặt cái này đi nào. Đây, đây là file HTML này. Đúng không? Đây là file CSS3 này. Chúng ta nhúng. Bây giờ chúng ta đã tuần tự rồi, ta sẽ nhúng nó vào trong phần phần heap đúng không nhỉ? CSS3.css. Đương nhiên ta chưa viết gì thì nó chưa thay đổi gì cả. Đúng không ạ? Hai file. Được chưa? Ok. Làm thêm tab ở đây cho nó dễ nhìn. Cho cái CSS3 sang đây. Đấy. Ồ nhầm. CSS3. Như vậy bạn đang nhìn thấy là thầy đang có ba cái cửa sổ. Một là cái HTML này, một là phần CSS này, một phần view này. Khó nhìn nó hơi nhỏ một tí. Bạn online đang làm không hay là lại nghỉ rồi? Alo. Buổi sau chúng ta làm học nhá, các bạn nhá. Thôi. Trên này bây giờ đang ngồi kín phòng rồi. Ngồi học ở trên này nó vẫn hay hơn là ngồi nhà. Rồi, chúng ta vừa nói đến bộ chọn sao. Bộ chọn sao chúng ta thường dùng để làm cái việc chẳng hạn như là bạn sẽ nhìn thấy cái review bên cạnh nhé. Là nó đang có cái khoảng cách này này. Bạn nhìn thấy không? Đấy, bây giờ chúng ta thiết lập lại khoảng cách mặc định cái margin. Không. Padding. Không. Tức là khoảng cách giữa phần tử so với ô chứa nó ta đều đặt là không. Khoảng cách giữa cái nội dung của phần tử đó so với lề của nó ta đều đặt lại bằng không. Thì khi bạn ghi lại này, Ctrl S, chúng ta đã nhìn thấy nó thay đổi đúng không? Đấy chính là cái khoảng cách mặc định của các cái browser. Và khi viết CSS thì người ta thường thiết lập lại. Thì trên mỗi browser như là Chrome, Cốc, Firefox, Opera, IE, cái khoảng cách đấy nó không giống nhau, đúng không? Để chúng ta muốn chạy trên cái ứng dụng của ta trên tất cả trình duyệt nó giống nhau, thì người ta đầu tiên ta làm việc thiết lập lại khoảng cách mặc định, khoảng cách lẻ. Thì cái dấu sao ta thường làm như thế thôi. Hoặc là tất cả các phần tử chúng ta áp dụng một cái phông nào đấy, người ta sẽ áp dụng phông vào. Đấy, ví dụ sau này cái phần tích hợp phông thì thầy nói sao, nhưng ví dụ ta dùng là quy định cái phông family cho nó là phông aria thì bạn thấy xem là cái phông này nó có thay đổi không này, Ctrl S. Đấy, đúng không? Đấy là cái phông chữ nó thay đổi, người ta sẽ thấy nó như vậy. Đương nhiên là cái phần sao ấy, người ta ít dùng, bởi vì trên web thông thường người ta sẽ dùng 1, 2, 3 cái phông, đúng không? Rồi là phông chữ đậm, chữ nghiêng nữa. Đấy. Thế này thầy lấy ví dụ như vậy. Viết như vậy có nghĩa rằng là bây giờ bạn thử áp dụng một cái thẻ P ở đây cho thầy xem. Đúng không nhỉ? Gõ chữ Lorem đi. Đang chọn S. Thì bạn đều thấy là nó áp dụng cái gì? Cái phông đó. Và khoảng cách lẻ đấy. Đúng không? Đấy. Tạm thời ta cứ để nó như thế cho nó. Đúng chưa? Đấy là bộ chọn. Đúng không nhỉ?
người ta gọi đây là bộ chọn tất cả phần tử. Bạn có thể nốt nó vào đây, bộ chọn tất cả phần tử. Ok. Đấy. Bây giờ ta sang một cái thứ hai, đó là bộ chọn phần tử. Ta vừa demo trước rồi. Bộ chọn phần tử. Đấy. Thì ví dụ như nó sẽ là gì? Nó chính là cái gì thôi? Tab. Thì ghi là tab đi. Bên trong này là các cái quy tắc. Được chưa? Ví dụ bộ chọn H1 là bộ chọn phân tử. Đúng không? Đấy, ta để H1 ở đây là cho cái màu vào cho nó dễ nhìn một chút. Color màu đỏ đi. Đấy. Đây là bộ chọn phân tử. Tương tự như vậy, bộ chọn class, bộ chọn ID, bộ chọn thuộc tính thì ta vừa áp dụng xong, đúng không? Thêm cái cho đầy đủ đi. Kia này là tất cả các quy tắc bộ chọn class. Đấy. Bộ chọn class tức là chúng ta bắt đầu bằng dấu chấm class name. Quy tắc, đúng không? Ví dụ chúng ta có chấm title. Đấy. Ta cho chữ nó đậm lên, chẳng hạn font size bằng bold, font size bằng extra chẳng hạn, lớn, đúng không? Nhưng ta mới viết ở đây thì nó chưa áp dụng ở đâu cả, đúng thế không nhỉ? Đấy, bộ chọn class. Ví dụ ta áp dụng vào cái thẻ p chẳng hạn này, ta cho thuộc tính vào gì? Class bằng title, bạn sẽ nhìn thấy cái giá trị thẻ p nó khác ngay này. Đấy, đúng không? Biến đổi. Đó là bộ chọn class. Đúng rồi nhỉ? Tiếp theo ta có khái niệm vừa làm xong, bộ chọn ID. Nó chính là bắt đầu bằng gì? Thang ID. ID name. Biết đầy đủ rồi, nó phải như thế. Tên của thuộc tính ID. À, giá trị của thuộc tính ID. ID chúng ta vừa nói rồi, nó chính là gì? Thang. Chẳng hạn như là zone. Zone 1. Đúng không? Ta để vài cái giá trị vào margin. 1 rem 10%, border đường kẻ 1 px solid, đường đường đúng không? Tuy nhiên là bạn viết cái zone 1 với zone 1 chưa được áp dụng nào ở trong này cả, đúng không? Đấy. Bạn thêm cho thầy cái thuộc tính hết nữa đi, cho nó độ cao 100 pixel. Đấy. Để cho nó phân biệt. Đây là một cái bộ chọn ID. Đúng chưa này? Vậy trên này bạn thử áp dụng cho thầy một cái HR này, xuống dòng này. À, tạo một cái đường kẻ ngang để nó phân biệt cho nó dễ nhìn thôi, HR này. Đấy. Chẳng hạn ta để một cái vùng section thang zone 1, đúng không? Control S. Bạn nhìn thấy có một cái ô bên cạnh luôn, đúng không? Nó chính là áp dụng cái ID này. Cái này ta liên kết trên này rồi. Đấy. Cái này thì vừa làm xong, nó dễ. Được chưa? Đấy. Ví dụ ta để vào trong này một cái thẻ khác, chỗ nào đi chấm title. Đấy, ví dụ như vậy. H2 tiêu đề
ví dụ thế, đúng chưa? Chúng ta nhìn thấy chữ nó bầu lên, P nội dung, đúng chưa? Đơn giản như vậy thôi. Chúng ta thấy là à có zone rồi này, có class rồi này, đúng không? Đấy. Được chưa? Một khái niệm nữa là bộ chọn các phân tử giống nhau đang chôn cách, tức là chúng ta sẽ có khái niệm là tác 01, tác 02, tác 03 và bên trong này là nội dung. Có nghĩa là cái bộ bộ quy tắc định dạng này nó áp dụng cho ba cái tác 01, tác 02, tác 03. Và bắt đầu từ đây thì thầy nói là cái tác 01, tác 02, tác 03 nó có thể là một trong ba thành phần ở trên, hoặc là thêm cái khác nữa. Nó có thể là phần tử, nó có thể là class, nó có thể là gì? Là ID đều được, đúng không? Đấy. Để ví dụ như vậy. Đúng chưa nhỉ? Để ví dụ như là thầy định nghĩa cái gì? Cái H1, H2. Những chỗ nào có H1, H2 thì chúng ta sẽ định nghĩa cho nó là một cái font, font size đi, font family là Verdana chẳng hạn, là một cái font khác Verdana. Đấy. Thì bạn sẽ thấy rằng là font nó khác chưa, cái này nó khác đấy chứ, đúng không? Tham lưu luôn được, thầy lấy ví dụ thế dùng cái nào đây nhá, thay bằng tham lưu đô màn. Đấy, ok, mấy cái này bỏ đi để cho nó ngắn gọn thôi, đúng chưa? Ok này, tham lưu đô màn, đúng không? Đúng không? Đấy. Lại có một vấn đề bạn đặt ra là gì, tại sao ở trên sao kia là Arian, xuống dưới này là Tham Newman, nó lại áp dụng Tham Newman mà không áp dụng Arian? À đương nhiên ưu tiên, cái này nó đang ưu tiên ở cái phần hát luôn. Thì sao vẫn là đại diện ở lớp ngoài, đúng không? Chế độ ưu tiên với cái thứ hai nữa là chúng ta hình dung là cái thông dịch, nó là thông dịch trên dưới. Vậy cái nào dịch sau áp dụng vào cái gì thì nó sẽ áp dụng. Đúng thế không? Giống như em sơn vào đây một tường, đúng không? Xong đến sau anh lại sơn một cái khác nữa thì đương nhiên cái khác nó phải nằm ở trên, mặc định nó là như thế, được chưa này? Đấy, thầy có thấy có một số bạn là, tại sao lại cứ phải dùng important thầy ơi? Important là chẳng hạn như là cái lớp ở đằng sau, đúng không nhỉ? Mà em muốn cho nó nhảy lên trước thì em à tôi quy định cái này là cái quan trọng và tôi không cho nó sơn lên trên nữa, thế thôi, đúng không ạ? Thì cơ bản nó là như thế. Như vậy là chúng ta có mấy cái bộ chọn cơ bản này rồi. Ok. Xong chưa? Cố gắng cốt một phần nào đấy. Có bạn nào bị rớt không? Rớt thì có thể là... Không. Cố gắng nhé. Bởi vì nó đỡ cơ bản thôi. Nhưng mà chúng ta chắc cơ bản thì CSS sau này ta viết nó dễ lắm. Mình có nhiều ý tưởng để viết. Nhưng mà nó lại cứ lơ mơ là cũng căng đấy. Tiếp theo này, chúng ta đến bộ chọn này. Bây giờ tác 01, tác 02 thì nó áp dụng như thế nào? Đấy. Chúng ta tách ra từng cái một bộ chọn. Đấy. Người ta ghi là tác 01 tách ra tác 02, đúng không? Đấy. Vậy thì cái ý nghĩa của cái này là gì? Tôi chỉ định nghĩa các quy tắc CSS cho cái tag 01 nằm ở đâu? Bên trong cái tag 02. Đúng không nhỉ? Đấy. Vậy thì về mặt cấu trúc chúng ta sẽ định nghĩa nó như sau này, HR này, phần CSS nhé, à phần HTML nhé. Đấy, bạn cho nó đầy một tí, lúc nào ta viết cái nào thì ta kéo rộng cái đấy ra. Ok đúng không? Chẳng hạn như ta có ở đây là section, thang, zone,
Zone 2. Đấy. Ok đúng không? Bên trong này ta mới để một cái H2. H2. Đây là vùng. Vùng 2. Vùng 2 làm gì thì cứ để đấy đã. Đúng không? Ví dụ như vậy. Bên trong này ta dùng cái deep thứ nhất. Deep. Đúng không nhỉ? Chấm. Ta để các item đi. Đấy. Deep chấm item. Ta để một cái thẻ P. Nội dung. Nội dung 1. Viết đơn giản như vậy. Được chưa? Đấy. Một cái thứ hai. Ta để P ở đây, P nội dung 2. Bạn sẽ nhìn thấy hai cái cấu trúc khác nhau đúng không? Ta chỗ này để ta phân biệt cái hai khái niệm này rất là hay, đúng không nhỉ? Chỗ này bạn có thể nốt lại là sử dụng bộ chọn. Đấy. Bộ chọn tab 01 cách ra tab 02 để khi mà chúng ta xem chúng ta phân biệt nó dễ, nhất là khi mà bạn mà lơ mơ bạn quay lại bạn đọc áp dụng bộ chọn nào vào chỗ nào, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ bắt đầu phải định nghĩa này, có rất nhiều cái P đúng không? Ta chọn một cái thứ nhất là thăng zone 2 cách ra P, đúng không? Ta định nghĩa cho nó cái border, cái back, cái margin đi. Để nó đang xích và nhìn nó khó nhìn, ta để margin là 1 rem và 2 rem. Tức là trên dưới 1 rem, trái phải là 2 rem. Có nghĩa là từ đây đến đây là 2 rem. Đúng không? Và tao cho thêm một cái nữa cho nó phân biệt border. Border button. Ta không làm cả nữa, ta dùng button thôi. 1 px solid cho cái màu DD đi. Đấy. Như vậy bạn sẽ thấy cái gì nó, chúng ta thấy là gì? Cái P này cũng áp dụng đúng không? P này cũng áp dụng đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta thấy rất rõ là gì? Cái P, cứ P là nằm ở trong cái zone 2 đều áp dụng. Mặc dù là gì? Nó là con cháu chắc chút chít, cứ nằm ở trong, còn không biết là nằm ở trong cấp bao nhiêu. Chúng ta nhìn thấy các cái thẻ nó là các cái cấu trúc cấp đúng không nhỉ? Nó đều áp dụng cái quy tắc đấy. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta lại phân biệt. Ở trong này chúng ta nhìn thấy này, những cái thứ thầy ghi trên này nhé, mấy cái đoạn này này, là bạn nhìn thấy hầu hết trang nào áp dụng hết, đều phải viết các quy tắc đấy hết. Đúng chưa? Nên là demo như này rất là kỹ, nhất là cái bài menu mà chúng ta thấy đấy. Thế thì bây giờ chúng ta, cái chỗ này là chúng ta hiểu là cứ P nằm bên trong zone, zone 2 thì áp dụng đúng không nhỉ? Còn cái P mà nằm ở không nằm trong zone 2, ví dụ P này nằm trong zone 1 này, thì nó không có áp dụng quy tắc này. Nó đây là cách tab vào này, và gì nữa? Và lại có dấu ở bên dưới này, chỗ này cho cái đường kẻ nó to lên tí cho dễ nhìn, là 3 đi. Đúng không ạ? Đấy. Đúng chưa? Cho màu khác để cho nó dễ nhìn, màu màu red đi. Đấy. Red thì cho nó đỏ là dễ nhìn. Rất rõ đúng không? Đấy, còn cái anh này thì bạn thấy là không áp dụng. Thế chúng ta phân biệt một cái nữa là bộ chọn. Bộ chọn là tab 01 mũi tên như này, dấu lớn hơn đấy, tab 02. Đúng không? Các quy tắc thì ta để đây. Đấy, ví dụ thế. Thì cái bộ chọn này nó áp dụng như thế nào? Vì nhiều bạn đã làm đến không phân biệt được tại sao lại có dấu lớn hơn không, lại có cái dấu không có cái dấu đấy thì khác nhau đâu. Mà cực kỳ là quan trọng đấy. Đây, thầy lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ cái tag 01 nó là tag 01, thầy lấy nó là cái ID zone 2. Zone 2. Mũi tên P. Đúng không ạ? Ta cho cái màu này vào background bằng màu green. Càng trốn em. Bạn thấy phân biệt khác nhau chưa? Tại sao cái dưới này lại áp dụng mà cái trên không áp dụng?
là cháu đúng không? À, cái này có nghĩa rằng là nó chọn tất cả cái phần tử P mà có cha là John ha. Còn cái P này là cha của nó là item cơ. Đấy, chỗ đây phân biệt nó là như vậy. Thì sau này chúng ta thấy rằng là lúc thì là cách ra, lúc thì lại mũi tên. Phải phân biệt rõ cái đấy thì ta làm ta mới giải quyết được một số cái định dạng ở trong cái khu vực nội dung mà chúng ta đang cần tham chiếu đấy. Đúng không? Đấy, chỗ này là chỗ cũng rõ ràng rồi này. Mỗi ví dụ thế là rõ rồi mà. Chẳng hạn trên đây bạn thêm một cái P nữa thì nó P là nội dung 1.1 đó. Thì cái trên cũng áp dụng. Đó, nó bị ở trắng. Đúng không? Nhưng mà ở đây lại có theo đúng cái cấu trúc này này. Đấy. Đúng không? Thì chúng ta lại thấy này này, nếu như chúng ta viết như sau này. Chỗ này là nốt đi. Để ghi nó để cho nó cắt cái là zone 2 này chấm item này P này. À, bạn đọc ở đâu đó là bạn lại cũng nhìn thấy cú pháp này. Đúng không? Bình thường thì thầy hay viết là có mỗi tag 01 tag 02. Tự nhiên bây giờ đọc nó lại có là tag 01, tag 02, tag 03. Ví dụ thế. Đúng không? Chỗ này thầy đặt cho nó là KL này. À, cho cái màu này KL bằng blue đi này. À, thế thì bạn lý giải cái cú pháp này như thế nào? Bạn nhìn thấy cái nội dung này nó xanh ra đúng không? À, nó không chỉ viết là tag 01, tag 02 như này mà nó có thể viết là gì? À, chọn tất cả thành phần P nằm trong item, nằm trong zone. Đúng không ạ? Bởi vì sao ở đây lại nằm trong item? Chẳng hạn như dưới này bạn lại mô tả cho thầy thêm một cái nữa là deep.abc đi. Trong này lại có P này, nội dung ABC này. Đấy. Thì người ta viết là item P như này. Thì cái này không được dùng bởi vì cái P nằm trong item mới được. Đúng không nhỉ? Lại phân biệt thêm một cái nữa là ở đây là trong zone 2. Thầy lấy một cái nữa là gì? Tạm thời thầy để một cái phi cấu trúc ở đây đi. Là item P nội dung item ngoài zone 2. Đấy. Để bạn phân biệt nó một cách rất rõ ràng luôn, đúng không nhỉ? Cái nội dung item zone 2 này nó cũng không áp dụng cái quy tắc ở đây ở cái này, không phải là màu xanh. Tức là cái P nằm trong item nhưng lại phải nằm ở trong gì? Zone 2. Còn cái P này là nằm trong item nhưng nó lại không nằm trong zone 2. Cho vào thì lại ngon ngay, đúng không? Lại đẹp như mơ ngay. Ví dụ thêm cái đây và chỗ này đi. Hai cái để phân biệt. Đấy. Đúng thế không? Đấy. Thì đấy là những cái quy tắc mà rất cơ bản để chúng ta xây dựng cái phần CSS của nó. Rồi chúng ta code thử, chạy thử. Nắm biết đi, thử thành quả của mình. Được chưa? Những cái bản này gần nên là thuộc vào, thì có những lúc là chúng ta quyết định nó là dấu lớn hơn hay là dấu không có dấu, nó có sự khác nhau. Có những cái thì lớn hơn và không lớn hơn thì nó không khác nhau, bởi vì theo cái cấu trúc nó chỉ có cấp đấy thôi. Ví dụ sau này nó vào một cái menu đa cấp, sổ vào cái sổ ra, trở vào cái sổ ra, trở vào sổ ra, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải dùng để áp dụng các quy tắc. Có lúc là dấu lớn đấy, mà cũng không được, đúng không ạ? Đấy. Cái phần này nó cũng chưa đủ đâu, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái ví dụ cũng khá là hay. Bạn vào cái trang này xem, Master Edu này.
Thầy nhớ là thầy có post một cái ở đây. Đây. Đây ví dụ như là menu đa cấp đây này. Menu phần 1 ở đâu ấy nhỉ? Có một vài bài lâu lâu thỉnh thoảng những bạn nào hỏi thầy lại post vào đây. Đây này, thầy lấy ví dụ đây đi, đúng không? Với cái bài này thì chắc chắn là bạn sẽ dùng đến các kỹ thuật đấy, mũi tên và không mũi tên, đúng không? Để định dạng, nhưng nó có một vài các cái hướng dẫn để chúng ta xem thử, đúng không? Đấy. Nhân tiện vào like, share, subscribe cho thầy cái cho nó. Đây, bạn tham khảo thêm. Cái phần này thì trong lab cũng có cái bài demo, bài để chúng ta làm. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta phân biệt cho cái ok chưa? Rồi, xong. Tạm thời thế nhỉ? Tiếp theo, chúng ta nên mở sách ra. Bây giờ chúng ta đến cái phần là cộng. Cộng thì mô tả là chọn thành phần, chọn tất cả thành phần tác 02 được đặt kế và sau thành phần tác 01. Kế và sau thành phần tác 01. Ok. Thầy lấy cái ví dụ này bằng cái mô tả như sau này. Mô tả đây là bộ chọn tác, comment đi cho nó về mặt lý thuyết, tác 01 cộng với tác 02. Đúng không ạ? Đây là cái áp dụng. Bạn đưa sang CSS cho thầy đấy để mô tả. Ôi giời, CSS thì nhỉ? Không đúng, đúng không? Cái comment CSS nó phải khác. Can tuần xuống. Đấy. Được chưa? Đến đoạn tiếp theo đấy. Bạn nên chỉnh chu từng cái nhỏ nhất, sau này làm một cái trang tổng hợp là nó chứa tất cả cái nhỏ. Cái trang mà chúng ta nhìn thấy cái bài đầu tiên thầy demo, chúng ta phải làm được những cái trang như thế thì trong đó là nó chứa các cái phần nhỏ, đúng không ạ? Rồi, ok. Vậy thì cái bộ chọn này nó ý nghĩa nó như thế nào? Ta lấy một cái cấu trúc như sau này. Section đấy, bạn cứ ghi ở đây rồi dần dần quen rồi. Section ta có một cái vùng mới, zone 3, ta vẫn để là ID, đúng không nhỉ? Đấy, deep đi, deep chấm chấm abc đi, một cái class nào đó, đúng không? P nội dung abc. Đấy, tiếp theo là P nội dung dưới 1. Bạn làm vài cái đi. 2, 3. Nội dung dưới 2. Nội dung dưới 3. Ok. Đến đây rồi. Đúng không? Đấy. Cái chỗ này nó hơi dài. Thì trên này thì tạm thời thì khóa cái này lại một tí nhé. Khóa đến chỗ này đi trên này. Để cho nó gần lên đây mà. Đấy. Chúng ta code chúng ta nhìn cho nó dễ. Đây, nội dung dưới 1, nội dung dưới 2. Tạm thời chúng ta định nghĩa cái zone 3 một chút. Zone 3 để cho nó cách vào, nó không bị cách lè margin. 2.1 rem, 2 rem, 5%. Đấy, để cho nó cách vào như này. Đúng không ạ? Nhưng cái mục tiêu chúng ta đang là cái tác 01 cộng tác 02 này. Bây giờ ta định nghĩa một cái cú pháp CSS như sau nhé. Là thăng zone 3 deep abc đi. Chấm abc cộng p. Như vậy bạn có nghĩa rằng là chọn tất cả các cái thành phần p kế và sau cái class abc trong zone 3. Đúng không nhỉ? Ta cho cái gì vào đây? Ta cho cái màu đi, đúng không? Là color đang là màu đen, chúng ta cho cái màu
Blue Violet này, chấm phẩy, Ctrl S. Ô, thực ra là cái câu tất cả làm chúng ta bị nhầm. Nó chỉ chọn được cái gì thôi? Cái P đầu tiên liền kề đấy, liền kề sau đó. Đúng không nhỉ? Chứ còn các cái sau nữa là không có. Đúng không? Để ta xem là có cái nào để chọn có tất cả không. Nhưng à, giống như là lúc mà chúng ta sẽ định nghĩa cái tương đối, à tôi chỉ chọn những anh kề này thì tôi định nghĩa theo cái gì đó, tôi định nghĩa quy tắc gì đấy. Thì lúc đấy ta dùng cái dấu cộng. Và chúng ta phải nhớ rằng là các cái bồi chọn selector này ấy, không chỉ áp dụng để chúng ta thiết kế cái màu sắc trên nó, mà sau này chúng ta còn dùng cho cả cái việc là tương tác thông qua JS, thông qua jQuery. Ví dụ như bạn hover đến, bạn click vào hay là bạn gõ gì đấy, làm thay đổi cái gì đấy. Thì đó là cái tương tác trên người dùng. Là chúng ta dựa vào cái selector để chúng ta thay đổi cái định dạng và cái nội dung. Nên là tại sao là cái selector chúng ta cố gắng có những loại đấy thì xong để khi chúng ta áp dụng các cái hành động, các action trên cái ngôn ngữ lập trình như là JavaScript hay là jQuery nó dễ hiểu hơn. Đúng không ạ? Đấy. Ok, cái này chúng ta xong. Kế và sau. Đây rồi. Chỗ này thầy lại không ghi tuần tự. Thầy có một cái nữa là đây rồi. Đấy. Bây giờ ta lại có cái bộ chọn này. Tạm thời là như vậy. Đúng không nhỉ? Bạn thay đổi cho thầy một cái vẫn là bộ chọn này. Bạn copy cho nhanh nhé. Ctrl C này. Ctrl V này. Thay vào cho thầy là cái zone 4 này. Nhớ nhá, copy nhá, không biết nữa. Zone 4 này. Đấy. Và trên cái zone 3 này này, bạn phẩy cho thầy một cái nữa thăng zone 4 để làm sao để cho nó định nghĩa cái margin giống nhau cho nó dễ nhìn thôi. Đúng chưa? Đấy. Thế tiếp theo là chúng ta có là bộ chọn là tab 01 ngã, giống ngã nhé, tab 02. Đấy. Thế thì cái này chúng ta vừa định nghĩa là chọn tất cả các thành phần tab 02 khi có cái thành phần tab 01 ở trước. Hình dung chưa? Hai cái này chúng ta phân biệt dễ dàng rồi. Thăng zone 4 chấm ABC. Bây giờ không cộng nữa mà ngã P. Ta vẫn để cái màu này đi. Ctrl C, Ctrl V. Bạn thấy có sự khác nhau đúng không? Đó. Nếu ta muốn chọn tất cả ấy, thì ta dùng dấu ngã. Và nếu ta chỉ chọn một anh liền kề thôi, ta dùng dấu. Chẳng lẽ ông bắt mình không được đọc tên đúng không? Bây giờ nhìn thấy là đơn giản, nhưng mà trong nhiều các action xử lý trên trang là nó có dùng đấy. Thực ra cái gì hay dùng nữa mà vẫn cứ và lâu cũng dùng thế. Chúng ta search, làm cách đấy để chúng ta phần đầu này ta cố gắng mà nhớ những cái thứ cần dùng. Nó giống như ta xây một cái phòng, chúng ta phải bắt đầu từ thiết kế, xong là chọn nguyên vật liệu, xong là thi công, xong là sửa sang, xong là bôi cho chất phấn, bôi sơn, quét sơn, đúng không? Đấy, nó công đoạn như thế. Chứ không thể tự nhiên chúng ta, đương nhiên là tự nhiên bây giờ chúng ta cầm một cục tiền chúng ta ném vào đấy, tôi cần phòng này là xong thì lúc đấy là chúng ta là đi mua rồi. Đúng không? Ok, xong, tiếp theo. Còn một vài cái khái niệm nữa, chúng ta cố gắng là những cái thứ này liệt kê trong slide đây này. Search bằng keyword như này để chúng ta
tạo một cái ví dụ. Hình dung không? Ta đang nói đến cái đoạn là tab này rồi, lớn rồi, dấu chấm rồi. ID rồi, mấy cái thứ này before after thì dần dần ta làm tiếp. Một cái thường hay dùng đến nữa là ngữ cảnh đúng không nhỉ? Hover. Đấy. Thầy gọi đây nó là một cái đây đi. Thầy lại lấy luôn cái này đi. Ctrl C. Đúng không? Giảm dần cái viết. Ctrl V, bộ chọn, thầy gọi là bộ chọn là ngữ cảnh. Tên nó có vẻ nghe nó hợp pháp hơn. Đây ví dụ như là tab 2 chấm hover. Ví dụ thế. Hay là tab 01 2 chấm first first line vân vân. Những cái này có trong slide rồi, phải lấy một vài cái làm cái ví dụ demo thôi. Nhưng cái zone này ta thay một chút thành zone 5 đi. Đúng không? Bạn lại quay lên đây thêm cho ta cái zone 5 ở chỗ này để cho nó giống giống ở trên. Thăng. Cái bộ chọn này ta vừa ghi mãi ở trên nóc thôi, đúng không? Chọn tất cả các phần tử giống nhau và thầy đều đặt tất cả này đều giống nhau là về mặt khoảng cách, đúng không ạ? Đấy. Cần thiết thì bạn thêm một cái thì dưới đây nữa, như là nhìn nó rõ hơn này, border button đi 2 px button red, ví dụ thế. Ê, là chúng ta nhìn thấy nó rõ, thêm một cái nhỏ nhỏ vào đây nữa. Đấy, mỗi cái nó cách nhau một tí như vậy được chưa? Rồi nhưng bây giờ ở cái zone 5 đây, bạn copy cho thầy cái này, Ctrl C sang này viết cho nó bộ chọn, Ctrl xuống copy vào đây. Đấy. Đúng không ạ? Bây giờ ấy, ta đang muốn bộ chọn ngữ cảnh này chẳng hạn như là ta lấy từ cái zone 5, thầy làm từ cái zone 5. Đấy. Ta hover đến thẻ P thì ta làm gì? Ví dụ như ta đổ nền background bằng cyan, ví dụ thế. Thì bạn sẽ thấy như nào? Tức là khi bạn hover đến cái thẻ P nằm trong zone 5. Ở đây zone khác thì ta không thấy này. Zone 5 trong đây là zone 4 này. Nhưng bạn nhìn thấy là zone 5 này. Bạn nhìn thấy là cái menu chắc là cũng làm như thế này thôi. Khi hover đến thì tạo cái ngữ cảnh cho người dùng. Đúng không? Đấy là cái hover nó là như vậy. Nhưng mà thông thường cái hover ấy là bạn thường hover đến thì bạn thay đổi nó thành cái bàn tay. Con chuột này thành cái bàn tay, tức là con chuột, tức là tiếng Anh của nó là cursor pointer. Đấy, bạn sẽ thấy rằng là khi bạn hover đến này, kể cả cái ở bên trong ABC, bên ngoài ABC, miễn là nằm trong zone 5. Đúng không? Đấy. Đấy là cái ngữ cảnh. Hay là chúng ta có một cái ở kia là first line. Thôi thầy không demo cái first line nữa mà thầy để demo cái first letter đi. Ví dụ zone 5. Đấy. P 2 chấm first First letter thầy muốn cho cái chữ nó to lên, phân xa, thầy để nó là 150%. Có nghĩa rằng là gì? Chúng ta thấy cái chữ N nó to gấp rưỡi lên thôi. Cái ký tự đầu first letter, ký tự đầu, đúng không? Đấy. Một khái niệm nữa, ở đây chúng ta ghi zone 5. Vùng thứ 5 ấy có cái P 2 chấm first line, first child. First child nó là cái gì? Ví dụ thay để KL làm màu
màu tím, màu xanh đi. Như vậy bạn nhìn thấy là trong danh sách cái P ở bên trong zone 5 ấy, thì cái đầu tiên nó sẽ được gì? À, phốt chai, nghĩa là lấy phần tử đầu tiên. Kể cả nó nằm trong hay ngoài nó không quan trọng nhé, miễn là nó ở bên trong zone 5, còn trong bao nhiêu thì kệ. Nó cứ tuần tự như thế nó tạo thành một cái danh sách. Tương tự như vậy bạn copy một cái, có cái đầu tiên chắc là có cái gì? Cái cuối cùng đúng không? Lát chai. Lát chai thì thay đổi bằng cái màu là thăng F C F D F A. À, ví dụ thế. Ra để này khó nhìn quá. Lát Phớt chai, lát chai. Cái phớt chai là blue. Lát chai, ồ cái chỗ này hay quá. Nên để vào red. Bạn sẽ nhìn thấy có một cái cực kỳ nực cười. Đúng không? Đấy. Đấy anh chết. Bạn tại sao trên màu này không nhìn rõ mấy đúng không? Cho màu da lầu cái này. Đấy, cái này nhìn rõ hơn đúng không? Tại sao cái đầu da lầu mà cái cuối da lầu nó phớt chai là cái ở trên rồi? Đây này. Đúng không? Nghĩa ra là cái này phải là màu xanh và cái này phải là màu vàng đúng không? Tại sao nó hai cái màu vàng? Đúng không? Thế ta thử một cái xem là bây giờ ta cho cái tên vào đây cái này. Đấy, Ctrl S. À, thấy khác ngay đúng không? Đấy. Cái quế là màu vàng. Còn cái phớt chai không ăn. Hả? Đúng rồi. Đấy. Cái P chai này. Cái này không ăn màu đúng không? Nhưng mà cái P chai này tức là lát chai thì nó lấy cái cuối cùng này. Nhưng mà nhé, P phớt chai nhưng mà ở trong cái P này nó là trong danh sách nhưng nó lại không nằm ở cái này. Đấy. Rồi, lại bỏ cái này đi, giải thích cái chỗ này tiếp. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Tại vì nó là hai ông màu vàng ấy, thì đứng ở danh sách này ở trong nhé, thì ở đây nó là cái cuối. Nhưng mà đứng ở cái khối này thì cái này vừa là vừa là cuối. Dịch lát chai cuối cùng là nó ăn không phải. Đấy. Nên sau này chúng ta lại không quan tâm đến việc là cái mũi tên hay không mũi tên. Bởi vì chắc chắn có những khối sẽ tạo ra. Đúng không? Đấy. Nhưng mà đấy là trên đầu cuối rồi. Thế thì bây giờ ta lấy một cái phần ở giữa thì lấy như thế nào? Zone 5 P. Ở giữa chúng ta có NTH chai. Đấy. NTH chai, ví dụ bạn lấy ở phần tử thứ 3 đi. Đúng không? Thì ta làm cái gì? Ta làm cái background đi cho nó dễ nhìn. Green. Đúng không? Như vậy chúng ta đếm từ đầu lên dưới này. 1 2 3. Chúng thấy không? Rồi, bạn xuất thêm. Ví dụ sau này bạn nhìn thấy ở trên các bảng mà thầy hay để mua đó, đã để. Bạn chắc nó dùng cái phương pháp này để chặn. Đúng không? Chặn tức là 2N. Lẻ tức là 2N cộng 4. Đúng thế không? Thử cái xem có đúng thế không nhỉ? Ví dụ đấy để là 3. Thì cái thằng này là thằng ăn màu xanh. Nhưng ví dụ thầy để là 2N. Cái N đó là cái gì thì kệ nó đi. Thì nó sẽ ăn tất cả các thành màu gì? Màu chẵn. Nhưng mà nếu bạn 2N cộng 1 thì nó ăn tất cả cái gì? Hiểu chưa? Còn nếu bạn để cái số nào đấy thì nó làm một cái số. Một vị trí xác định. Đúng không? Đấy. Đúng chưa nhỉ?
Được rồi nhé. Thôi cái đấy lại nghiên cứu tiếp, làm bài thực hành, bài tập chúng ta lại có cái để hỏi trên nhóm. Được chưa nhỉ? Chẵn lẻ giống như cái table ở bài thứ hai ấy. Chúng ta kẻ table xong nó có dòng sáng, dòng mờ, dòng sáng, dòng mờ, dòng sáng, dòng mờ, nó chính áp dụng kỹ thuật này. Đấy. T body, TR, TD. Nhưng mà TR thì nó định nghĩa cả dòng, nó là TR của 2N khác và TR của 2N cộng 1 khác. Nó tự nhiên nó lập thành cái chẵn lẻ này thôi. Rồi ok, chúng ta xem ở trong này còn một vài cái khái niệm nữa, focus, line. Rồi ok, cái thuộc tính này chúng ta cũng vừa làm rồi đúng không nhỉ? Đấy. P rồi này. À, còn một vài cái giá trị bắt đầu. Đúng không? Cái này cũng là cái bộ chọn liên quan đến giá trị thuộc tính. Ví dụ ta chọn tất cả các từ inmate có cái suộc bắt đầu bằng BNR thì nó áp dụng cái quy tắc. Cái kết thúc thì chúng ta có là đô la. Đúng không ạ? Đấy. Dấu sao tức là có giá trị đặc biệt chứa, đúng không nhỉ? Rồi, phân tai chai ok. Các thành phần này thì ta tạm thời để đấy, N này, lát chai này, tai này. Đấy, trích cật, not, à nó còn not bộ chọn. Tức là ngược lại thôi. Bình thường ta chọn P thì bây giờ ta not P, không áp dụng cái đấy nữa. Đúng không ạ? Thế là ok rồi. Tạm thời thế, một số các tính năng của CSS nâng cao thì thầy sẽ mô tả ở một buổi khác đi. Tao nói qua một chút về các cái thuộc tính CSS. Cái này thì cũng liệt kê ra, các bạn có thể là search và demo từng cái một. Nhưng chung quy lại, chúng ta sẽ phân nó ra. Ví dụ liên quan đến khoảng cách. Đúng không nhỉ? Thầy nốt ở đây thì cho nó dễ nhìn này. Nó dễ nhìn thì lại không theo dõi được. Thôi được rồi. Ta chia ra như này. Thứ nhất là nói về khoảng cách thì chúng ta có margin, có padding. Đúng không ạ? Nói về nền thì chúng ta bắt đầu bằng background. Nó có thể nền là màu, nền có thể là ảnh. Đúng không ạ? Chúng ta có thể để chế độ cover, chế độ background size các thứ. Thì nó có các thuộc tính đấy. Nói về đường kẻ thì chúng ta có là gì? Border. Border thì chúng ta có thể chia ra là border top, border right, border button, border left. Tức là chúng ta theo cái chiều là trên, phải, dưới, trái, đi theo chiều kim đồng hồ đấy. Đúng không ạ? Nói về gì nhỉ? Có đường kẻ này, có nền rồi này, có khoảng cách rồi này. Là những cái đặc biệt cơ bản đúng không? Đấy. Nói về chế độ hiển thị thì chúng ta có khái niệm display, có visible, có opacity dành cho các cái việc trình bày hiển thị. Đúng không ạ? Phần display flexbox thì thầy sẽ giới thiệu thêm một chút nữa. Đấy. Cái float thì chúng ta ít dùng, hiện nay rất ít dùng với cái định nghĩa trình bày hiển thị là float. Đúng không nhỉ? Margin. Và cái vị trí. Vị trí thì chúng ta có top left right button, tức là định vị phần tử đó ở vị trí nào trên trang. Đây gọi là vị trí. Độ rộng độ cao thì từ khóa quen thuộc rồi. Width high đúng không? Đấy. Các cái thuộc tính này thì chúng ta cố gắng xem qua một chút. Được chưa? Tạm thời thế là chúng ta đủ để giải quyết một cái bài toán nhỏ tiếp theo cho những cái thứ chúng ta đã học. Còn phần CS3 riêng thì thầy sẽ mô tả ở trong cái buổi sau đi. Các bạn làm cho thầy một cái ví dụ mà áp dụng những cái thứ chúng ta vừa làm ở đây. Cộng thêm với cái phần là trình bày nữa. Đúng không ạ? Con để luôn bên đây đi. Các bạn làm cho thầy một cái bài nhanh thôi. Để xem ta nhớ lại được cái gì. Thầy gọi là menu đơn giản đi, menu.html được chưa? Đấy, một cái menu và làm luôn một cái file CSS là gì, menu luôn để cho nó dễ nhớ, menu.html.
và sờ sờ, đúng không? Đấy, cho cái ném cái menu này sang đây. Rồi, ok. Rồi, tạo hai cái xong rồi. Cắt cái này đi cho nó dễ nhìn. Thăng tác, bạn ghi luôn ở đây là gì? Menu. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ hiểu rằng là bạn sẽ áp dụng cái gì đây? Link đến cái file menu.css. Đấy là những công tác chuẩn bị xong. Đúng không? Cái này chúng ta để vào đây. Ta tạo cái cấu trúc menu trước này. Đúng không ạ? Làm riêng mỗi phần menu không thôi nhé. Thì nhiều ngang rồi. Để ta nói thêm một vài cái khái niệm nữa cho về chúng ta làm bài tập cho nó không bị mới mẻ. À, ta nói đến menu ta sẽ dùng cái gì? NAV. Bạn nên chú ý rằng là dùng menu thì bạn nên dùng NAV. Nó là cái thẻ quy định HTML là NAV dành cho các cái liên kết sai. Đúng không ạ? Tức là cái điều hướng sai, liên kết sai thì này phải nói sai. Cái điều hướng sai tức là điều hướng đến các chức năng của menu trong website. Chứ còn liên kết các sai thì nó lại mở rộng mãi ở ngoài nữa, tức là có thể liên kết sai ngoài, có thể liên kết trong ăn trô, liên kết giữa các tài liệu với nhau, các điểm. Đúng không ạ? Và nói đến danh sách menu thì ta nhớ đến là chúng ta dùng cái gì rồi? U là li là các phần tử, đúng không? Ta cho thẻ A vào một cái thăng. Tốt nhất là bạn không nên để href trống. Nếu chưa liên kết đến đâu thì bạn để cái link giả gọi là thăng. Đấy. Ta để cái title. Ví dụ như là trang chủ. Thôi bây giờ ta đã viết cái này rồi đấy. Nhưng mà ta cũng cứ viết cho nó tuần tự đi. Rồi. Viết xong được cái này xong cái. Tốt nhất là bạn view thử. Để chúng ta thấy cái sự đầy đủ của nó, đúng không? Đấy. Đúng chưa? Có trang chủ này. Đúng chưa? Chưa định nghĩa gì để vào đây. Đấy. Tầm này là nhìn thấy rồi. Cái thứ hai chúng ta để một cái li. Thầy đang viết tuần tự. Không viết nhanh nữa, đúng không? Mặc dù viết nhiều lần rồi đấy nhưng mà ta cũng cứ chăm chỉ viết đi. Sản phẩm, trang chủ giới thiệu đi. Đấy, nội dung là giới thiệu. Li cái mục thứ ba A thăng title sản phẩm. Đấy, thêm một mục nữa thôi. Li A thăng title sản phẩm dịch vụ. Ta nhớ là trước đây tạo đã thiết kế cái này rồi đấy. Mình nhân tiện gõ lại tí cho nhanh. Đúng không? Dev là phải nhanh như điện giật. Sau này mà đi phỏng vấn mà đi ngồi chẳng hạn ngồi lập trình cốt cho sếp xem thử mà chúng ta chỉ cần nói chuyện với sếp mà tay vẫn cốt là ngon rồi. Ông lead nào ông cũng nhận ngay. Thầy có mấy cậu học sinh siêu việt lắm. Bản phím Mac mua mấy chị mà gõ gõ đến bạc cả cái màu trên bản phím. Tức là em sẽ tưởng tượng là cái nồng độ cốt nó như thế nào. Phải rất nhiều thì cái nó mới bạc được phím. Chẳng lẽ ngồi để mài phím thì nó bạc đi. Thôi làm thêm một mục nữa. Lấy A thăng hỗ trợ đi. Cái mục trên menu quen thuộc chúng ta thường thấy hỗ trợ. Rồi. Đấy là cái cấu trúc của nó. Đúng không ạ? Có nắp 3, có ULLI vân vân. Bây giờ tạm thời thầy để cái cấu trúc như này thôi.
Và chúng ta sang phần CSS. Đúng không ạ? Rồi, CSS chúng ta đã nhìn thấy rằng là mình đã làm quen thuộc với một cái khái niệm. Ở đây thầy vẫn phải để cấu trúc trang để chúng ta nhìn thấy. Mình viết tương ứng sao. Tạm thời thầy chưa dùng margin padding nhé. Thầy dùng mỗi cái fun family cái cho nó. Fun family bằng Ariane. Giống cái phông của VN Express ấy đấy. Chúng ta thấy cái phông nó thay đổi một chút đúng không? Để tham mưu với bạn. Quen thuộc đúng không ạ? Đấy. Thông thường thì mặc định trên trình duyệt ấy, nó là tham mưu cái margin padding thầy chưa động gì đến. Nhưng cái mà thầy muốn nhìn thấy rõ một cái menu ấy, bạn định nghĩa cho thầy cái nắp ba, đây chính là bộ chọn phần tử đúng không, định nghĩa cho nó cái background, thầy để một cái màu 484848 đi. Đấy. Màu này có vẻ sẫm nhỉ. Bạn chọn màu khác xem nó có đẹp hơn không. Thầy lấy cái màu xanh này đi. Trong cái trang này xấu xấu mà nhìn nó lại cũng hay hay. Màu xanh ở đây đi. Màu 0008. Rồi. 0082C8 Ctrl S. Đấy. Đúng không? Đấy, nắp 3. Đấy chưa? Rồi, bây giờ làm gì tiếp? Ví dụ bắt đầu cái nắp 3 thì ta mới để nguyên thế thôi, ta đổi cái màu thôi. Nhưng chỗ này mà bạn mà thay đổi là thấy nó khác đây, thôi phải chưa thay đổi đi. Thay đổi cái gì? NAVUL. Thầy định nghĩa lại tất cả cái, thầy định nghĩa cái UL ở trong nắp 3. Bỏ cái dấu chấm đi, ta để cái gì? List style bằng list style tức là kiểu. Đúng không? Đây này bạn nhìn thấy này. Bình thường là cái bullet chúng ta học cái phần trước rồi đấy, mặc định nó là cái có square này, có circle này, đấy, vuông tròn tròn trống đấy, đúng không nhỉ? Số La Mã thì nó là OL. Thế thì chúng ta bỏ cái dấu chấm đi, vì làm menu không ai để dấu chấm đấy cả. List style bằng none, đúng không? Những cái chúng ta quan tâm đến là cái chế độ bây giờ chúng ta muốn dàn theo hàng ngang. Thì cái chế độ đây, chế độ trình bày trong CSS nó có cái thuộc tính là display. Với công nghệ CSS3 chúng ta có display flex. Đấy. Thì chúng ta sẽ search thêm cho thầy một cái từ khóa nữa để bạn làm thêm. Đây là display flex nhá. Và là exe. Đấy, bạn sẽ dùng cái từ khóa này để làm thêm cho thầy một cái nữa, đọc thêm flexbox, gọi từ khóa flexbox đúng không, enter, và bạn nên đọc ở trên trang CSS trick như này. Đấy, guideline tool flexbox đúng chứ, hơi chậm tí. Đấy, đây bạn nhìn thấy chưa, cách trình bày hiển thị. Đây là một cái trang chúng ta nên tham khảo. Thầy sẽ để nó ở đâu đó nhỉ, trên nhóm đi. Tuy nhiên là cũng không cần quá đọc sâu quá, nhưng nào cần đến đâu đọc cũng đấy. Cái ngồi đọc hết cái cuốn CSS trick đấy thì lại ngoan quá. Nhưng mà chắc cũng phải tầm 5 chúng ta mới xong được. Thế để trên nhóm lớp các bạn là tham khảo thêm. Làm đến đâu thì thầy sẽ nói đến đấy. Ôi chậm quá nhỉ. Thầy có đang ghi không nhỉ? Quá. Thôi, thầy cứ gửi tạm vào trong hộp Meet của Meet Chat nhé. Nhưng mà tốt nhất là thầy không nên gửi cái link này. Chúng ta sẽ nhớ cái từ khóa là
Lightbox, đúng không ạ? Đấy, ok, chúng ta nhìn thấy nó thay đổi rồi. Đây đúng không? Đấy là chúng ta định nghĩa các phần tử trong UL. Nó ở chế độ rất mềm dẻo là xếp các cái LI cạnh nhau. Đúng thế không? Bây giờ chúng ta làm nó rộng ra này. Đấy. Thì ta có NAV, UL. Ta định nghĩa cái LI một chút. Đấy chưa nhỉ? Hoặc là ta chưa cần định nghĩa LI, ta định nghĩa cho cái A bên trong LI đi. Ta để chế độ trình bày display block. Chúng ta hiểu cái block ở đây nó là thế nào. Ví dụ như là chúng ta có một cái ô chứa nó như thế này đúng không? Thì bình thường là cái thẻ A, cái nội dung ấy, nó là inline thì nó chỉ nằm tí tí ở đây thôi. Thì nếu chúng ta display block lên ấy, thì nó tràn hết các cái ô chứa nó. Đúng không? Ví dụ em cứ vẽ một cái ô to như này, em ghi một cái dòng chữ thẻ A vào đấy thì nó chỉ nằm tẹo này thôi. Đúng không? Nhưng block lên tức là nó sẽ tràn hết cho trong ô chứa nó. Đúng thế không? Đấy. Chưa thấy gì thay đổi cả. Chúng ta thay đổi lại một chút là cách trình bày nội dung này, cái nội dung bên trong ấy, padding. Trên dưới ta để 5 RAM đi. Xin lỗi là chấm 5 RAM. Trái phải ta để 1 RAM. Ok. Bạn sẽ nhìn thấy nó cách ra đúng không? Đấy. Thế làm sao bây giờ nó lại đang xuống dòng này thì nó dở quá nhỉ? Đúng không? Đương nhiên là nó to ra thì bạn sẽ thấy rằng nó nằm trên cùng một dòng. Đúng không? Rồi, ta cứ để đây một chút nữa. Display là rồi. Bạn bỏ cái gạch chân đi. Thì đấy. Text. Cái gạch chân của thẻ A nó gọi là text decoration. None. Bạn sẽ thấy mất cái gạch chân. Đúng không? Đấy. Thêm cho nó cái màu đó đi. Color. Color hình như là màu trắng vậy nhỉ. FFF. Đấy. Được chưa? Như vậy là ta vừa định nghĩa cái này là cái cấu trúc mà tag 01, tag 02. Ta vừa làm xong. Đến đây rồi. Đấy. Trên này thì bổ sung thêm một cái nữa xem là flex wrap là wrap xuống dòng. Đấy. Thì nó sẽ nằm trên một hàng. Hết chỗ này thì nó sẽ gì? Sẽ xuống dòng đúng không? Đấy, chúng ta mở rộng cái này chúng ta thấy. Được chưa? Đấy. Nếu chúng ta để cái flex wrap tức là xuống dòng giống như cái CSS trước nãy mà ta làm ở đây này. Đấy, bạn tranh thủ đọc lại cái trang này cho thầy một chút. Được chưa? Rồi chúng ta thấy rằng là để cái các phần tử LI nếu nó hết chỗ thì nó tự xuống dòng. Thì lúc này cái thẻ A bên trong nó không tự xuống dòng nữa. Là bởi vì là cái LI nó phải để hết ở cái ô đấy ở trên. Được chưa ạ? Ví dụ chúng ta bây giờ là mỗi một cái LI chúng ta làm thêm một cái dấu cái đường kẻ bên phải nữa thì làm thế nào? À ta viết lên trên này cho có vẻ nó tuần tự mà. UL LI NAV đi. Bởi vì sau này có thể là có những cái UL LI nó không ăn theo cái cấu trúc này đúng không? Ta định nghĩa cho các cái LI mà có cái border bên phải là gì? Border right. 1 px đường kẻ nét liền đi solid cho cái màu xám xám thôi. Ok. Bạn nhìn thấy nó đúng không? Đấy. Thì đấy là ta để cái LI. Được chưa? Trông có vẻ cũng hay đấy chứ. Đúng không? Bây giờ làm thêm cái gì nữa khi hover đến thì đổ màu. Ví dụ giống như đây này. Đâu nhỉ? Đây. Khi hover đến đây này chúng ta thấy là nó đổ cái màu đúng không? Ta thử xem cái màu này là màu gì, nó là cái màu active. Ta làm giống cái màu này thử xem sao. Giống như sau này bạn muốn ăn chắp ăn trộm cái màu của cái trang nào đấy, ta làm như thế, nghĩa là không gây hại sức người, ta không sao đâu. Đây đúng không? Cái màu này là màu
màu active này. Đấy. Đây. Ta sẽ lấy cái màu active của nó. Đâu nhỉ? À, active. Cái màu nó làm màu nào? Over vậy. Over visit. Ai chưa nhìn thấy? À, tôi hover đến cái anh nào ấy chứ nhỉ? Đây, đúng không nhỉ? Là cái bộ màu RGB. Đây, ta bắt đầu là gì? NAV. Ta chỉ hover đến cái A ở trong này thôi. Hai chấm gì? Hover cho cái background của nó là màu, là cái màu đen, nhưng mà ta lại làm độ opacity. Ta sẽ nói tiếp phần opacity sau một chút. Đây là một cái RGBA, tức là một dạng mã màu trong CSS có chữ A và nữa, nó là làm nhạt, đúng không nhỉ? Ví dụ như này, anh nhìn thấy chưa? Đấy, làm nhạt cái màu đi. Rồi, ví dụ như vậy, đúng không? RG0000 tức là màu đen, nhưng mà độ xám nó là độ trong suốt nó là .19. Bình thường là 100% thì đen xì. Đấy, nhưng mà tạo ra cái màu này thì nhìn nó được. Rồi, ok, thế nhỉ. Và chúng ta sẽ làm tiếp cho thầy cái bài lab 401, đúng không? Lab 401 mà nó bài có menu đi. Tạm thời chúng ta làm hai bước. Một là làm cái menu ngang trước ghi thành một bài, sau đó làm cái menu sổ ở trong lab, đúng không? Nhớ là trong lab nó có cái bài menu đấy. Chúng ta nên áp dụng. Nhớ không nhầm thì nó là lab code đây thì phải. Đây. Đấy chưa? Cái phần này thì chúng ta cũng nên sẽ làm qua lại một lần cho thầy. Lab 00 ấy. Nó là các cái tiểu tiết. Nhưng mà tiếp theo là cho thầy cái lab 01 này. Công bộ này thì nó là menu, đúng không? Nhưng trong này là đang làm menu thì nó hơi... Đây, để chỗ này đi. Đầu tiên bạn làm cái menu này trước. Xong làm bài thứ hai là ghép cái menu này với menu sổ này sau. Là chính là cái bài này, menu ngang sổ xuống. Làm cái bài này xong thì cũng thấy rằng là cũng học được nhiều cái CSS đấy. Tuy nhiên là cái ví dụ mẫu này nó rất khá cũ rồi, chúng ta tham khảo thôi nhé, phần CSS. Cái này tôi viết từ 20 mấy cơ, muộn rồi. Và viết theo cái mà thầy vừa viết đấy, đúng không? Đấy, ok. Tạm thời thế, đúng không nhỉ? Các bạn online có vấn đề gì không? Không ạ. Rồi, thế thì thầy sẽ up cái video lên sau và cái mã nguồn thì thầy vẫn để trên chỗ cũ nhà. Bạn nào tham khảo thêm mã nguồn hay là code không kịp. Git add. Git. Hôm nay là 11 đúng không? CSS. Ok. Link mã nguồn thì các bạn vẫn ấy rồi đúng không? Có rồi. Rồi, tạm thời thế nhỉ.
chúng ta kết thúc ở đây nhé.